rồi. Đi rồi chị ơi, đi rồi nha. Hello chị Bông Nguyễn nha. Rồi, chưa thấy thông báo phát ra ở đâu hết. Hello. Một ly. Hello à? Không, mà Heli mẹ có uống mà đẻ rồi cũng bỏ không nha. Vì răng uống. Máy lạnh. Đi đơn rồi chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn rồi nha. Rồi hello cả nhà nè. Hello chị Phụng Kim Nguyễn nha. Đơn chị Phụng Kim Nguyễn mà không đi được rồi. Đi đơn rồi, cái nào chốt xong là đi đơn hết rồi, không có giữ đơn lại chị ơi. Tối nay tiếp tục xả và mục tiêu là 5 bao. Xả sạch 5 bao. Nha, gọn hết. Giá bao nhiêu cũng sale. Giá bao nhiêu cũng theo cả. Cái này, cái set này nè. Gần quá. Gần, xíu xa ra xíu nữa. Ai dò ngự. Hello chị Bảo Thắm, lâu ngày thế. Lâu ngày quá. Rồi, khỏi uống. Nhỏ hả chị, để em tăng, tăng đây. Chờ em xíu xíu. Hết cỡ rồi. Rồi, lên thôi chị em mình ơi. Chị nào vô rồi, tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Chị nào có hội nhóm, chia sẻ thêm hội nhóm lên luôn dùng nguyên. Hello chị Thanh Anna nha. Nhiều chị ở ẩn lâu quá. Lấy tạm cái nó rồi mai giặt lại cho kìa. Cái nó cho nó thấm hút nhiều. Cái tấm, tấm lau kia không? Không, cái lau ấy. Đơn chưa đi chưa chị? Chị ơi, chốt xong đơn là đi đơn rồi nha. Cái nào chốt xong đơn là đi đơn rồi. Đợt này thì đơn đi nó sẽ hơi lau xíu. Không, cái đó sao kìa, trên bếp à? Không, lúc có hai cái nó thấm nhiều mà. Hai cái đi. Rồi, hết uống. Ôi nhắc được cái xíu xíu. Cái này là do mình mà. Rồi, rõ với chị em mình ơi, lên tối nay là siêu gọn hết. Siêu gọn hết. Hello chị Sang Sang. Rồi, lên chưa mấy tình yêu ơi. Lên chưa nè, chưa là 5 bao trong góc này cho nó hết. Dưới 60, à quên dưới 50 chợ. Dưới 50. Dưới 50 kg là mang ok. Rồi, rõ chưa? Lên nha. Nó do mình mà. Do mình chứ do ai, cái này em đang còn sót 2 cái. Cái này cho bé nha. Ê đẹp, size này size 17 kg, 16-17 kg. Cũng không sale hết hết. Em hết tiền trước đây nè. 4 bay hết trong này rồi, bay luôn cả tiền hoàn chuyển luôn. Có chị ơi, nhưng mà size này dưới 50 thôi. Size dưới 50 mấy ngày hôm nay là lỗ. Càng like càng lỗ. Chị lên thông tin cho em đi. À, chưa thấy điện thoại chốt đơn à? Ngày mai gì hề? Chưa chốt đơn hết. Chưa chốt đơn hết. Mấy ngày hôm nay là phải bay khá là nhiều tiền.
bay cả vốn. Rồi cái này có hai cái bán tặng nhá, chốt lên như vậy là chia sẻ tay đang còn sót hai cái này của bác, lên nhanh luôn để lên được nhiều mã, vì những cái lúc nguyên sale này là thứ có cái hai cái không có nhiều đâu, nên là chị em mình tranh thủ và cố gắng chia sẻ trước dùng Nguyên. Cái gì hàng sale Nguyên cũng ưu tiên chốt cho chị nào đã chia sẻ. Chị lên thông tin đi chị, có thông tin rồi em chưa? Mã này là mã 55k, bộ này xinh mà. Bộ này là bộ lụa mang nhà tên, chị em không ăn đồ luôn. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng bé size 16kg, 16-17kg là mang ok, con này hàng Quảng Châu ấy. Kiểu đẹp lắm nè, tay dài nhá. Lên luôn những mã tặng bé luôn dùng Nguyên được 2, sắp được 2 cái, đúng, chuẩn luôn cho chị em mình luôn. 16-17kg nhá, lên ok. Bán tặng cho chị em mình luôn cái này, bán tặng luôn. Comment mã này là mã 0 đồng, 0 đồng, mở luôn cái ốp ra xả. Lên mã 0 đồng luôn dùng Nguyên cái này được 2. Hàng này là hàng Quảng Châu nhá, chắc đẹp. Hai cái. Chị nào đang có quên. Từ từ. Chip em hết sạch phần xanh rồi chưa? Không còn chip, chỉ còn chip su. Chỉ còn chip su thôi, lên luôn dưỡng mã tặng 0 đồng. Sang Sang và Mỹ Hạnh Hồ. Chị nào nhanh tay có nhá, toàn bộ hàng này là hàng xã Hạnh Bô. Đây nè, Sang Sang và Mỹ Hạnh Hồ, hai cái. Có hai cái thôi xay. Chị nào mà có bé tầm cỡ đó đấy, khi nào đi đơn. Nhà em không có giữ lâu đâu chị ơi, thực sự là không giữ lâu đâu nha, không giữ lâu, giữ hàng lâu. Khách mà giữ hàng lâu đều phải cọc tiền qua hết. Còn chị ơi, đây bộ đang mang 55.000, màu đỏ nè, màu này đây, đỏ hồng với lại đây, mỗi thứ còn hai bộ, màu tím tím, màu tím tím ấy. Hello chị Phạm Nụ nhá. Đây cái này Nguyên còn được từng này, bộ bộ này là bộ 55, không đồng hết, có được có hai. Đây Nguyên còn màu này, màu nu à, hay màu hồng rút đi, màu hồng rút và màu tím, 55.000 một bộ, 55 nhá. Đây nè, đẹp lắm luôn, đây phía trước này. Đây kiểu Nguyên đang mang và size 50 đổ về chị em chỗ ok, không đồng Nguyên hết, có hai. Lên luôn dưỡng mã này là mã 55k luôn dưỡng Nguyên, được hai nhá. Chốt mã 55, chị nào lấy mã 55 lên mã 55, còn được màu tím và màu này nữa nè, và màu Nguyên đang mang. Lý mặt sầu em thấy rồi chị ơi, thấy chị rồi nhá. Lên luôn dùng Nguyên đấy, màu đấy, chị nào ưa màu nào chốt màu đó luôn dùng Nguyên. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã tặng ngố, đẹp chưa, cái này size chị em mình gần đến 60 chị em vẫn mau ok. Cái hình con trao này hơi bị hot nhá. Lên luôn dưỡng mã tặng ngố, cái này lên bán tặng luôn cho chị em mình, mã này là mã tặng 60 thì không bao giờ có rồi. Tặng 60 và size này chị em mình gần đến 60 chị em vẫn mau ok. Lên luôn dưỡng mã set ngố luôn dùng Nguyên, tính làm chi cái ly nữa. Xét ngố luôn dùng Nguyên 60k. Lên mã ngố, hàng này hàng có tông tàu nhá, 60k mà bộ này là bộ ngố. Tóc mới gỗ trắng trường cho. Lên luôn dùng mã ngố luôn dùng Nguyên 60k ngố. Đã hết. Rồi lên luôn dùng mã này chấm bi, sao dễ mà 52 đổ về. Lên mã 25. Nguyên lên nhanh nhá, chị nào chốt được cái gì chốt nhá. Lên nhanh để lên được nhiều mã. Rồi lên luôn dùng mã này là mã tặng bé luôn dùng Nguyên. Y như thế này mà màu tím thôi chị em, không mở ra từng cái, nó rất là mất công. Y như thế này thôi màu tím chứ có khác gì đâu. Size 16kg. Cái này lên luôn dưỡng mã này là mã set 3, cái này chắc cũng là chắc cốt tông đẹp nhá. Lên luôn dưỡng mã tặng bé, lên luôn dưỡng mã này là mã tặng 19k luôn, chấm bê cho chị Phương Nghi. Chấm bê Phương Nghi, cái này người ta da, người ta dặn in ý. Nhiều tiền. Set 3 chi tiết, chấm bê là 25k, cái nào nãy không đồng. Chấm bê nè. Lên luôn dưỡng mã nào nãy mới nói xong mấy tiền, 16kg đổ về, 25k. Lên luôn dưỡng mã váy bé, 19k nắp luôn, size 16 đổ về, cái này là ba chi tiết hơi bị đẹp. Chị ơi đi đơn rồi, cho chị Võ Huệ. À quên, chốt đơn rồi là đi đơn rồi. Bộ đang mang là bộ lụa chị ơi, bộ đang mang là bộ lụa, tặng bé cho chị Võ Huệ này, 19k cho chị Võ Huệ này, 19k chị Võ Huệ, em sale hết, em bán tặng hết. 19 cho chị Võ Huệ. Rồi ơi, chấm bay em hết rồi. Thái nè, 89.000, xây số 2 đổ về. Bộ này hơi bị đẹp nhá. Lên luôn dùng mã sát, cái này là lên luôn dùng mã Thái, luôn dùng số 2. Cái nào phải chấm bay đâu. Bộ em đang mang là 55k. Bộ này đẹp lắm, quần hơi ôm. Quần hơi ôm và áo phôm phôm dài dài gần ngang phủ mông luôn. Lên luôn dùng mã tặng Thái luôn dùng Nguyên, 69.000 chưa bao giờ có. Lên mã Thái 69 và size 62 đổ về nhé. Nguyên lên rất là nhanh luôn. Vậy thứ còn cái thôi. Nhiều mã sale gọn luôn.
Nga lên luôn dưỡng mã này. Cái này là cặp cho bé nè, hàng trong hàng hàng lẻ này hơi bị nhào xíu. Bán tặng lên luôn dưỡng mã tặng cặp cho bé nè. Trời ơi. Trong đóng hàng lẻ. Lên luôn dưỡng mã tặng cặp cho bé, lên luôn dưỡng mã này mã 19k nốt luôn. Tặng một cặp 19k đâu đủ mua cái này đâu. 19k tặng cặp luôn dùng nguyên nhé. Cái set thái mà 6 hàng 89k tranh nhau. Tiến cho chị Khánh Chi. Tiến cho chị này, chị Khánh Chi. 55k chị ơi, 55k bộ nguyên đang mang. Bộ này bộ lụa 55k. Quần lửn. Tặng bé. Tặng bé đâu còn? À tặng bé đó cho chị Phương đi. 19k chị Phương đi. 19k chị Phương đi. Nguyên xả hết, xe bắt chấp. Xả xe bắt chấp hết. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã váy hoa cúc. Váy hoa cúc size nhỏ. Bộ nguyên mai chị Hồng Nhung. Bộ mang ở đâu bên kia ba? Không phải. Ờ đúng rồi. Bộ nguyên mang. Ok chị vật tư y tế cho xin. 55k luôn. Vật tư y tế cho xin cũng đó nè. Ờ 55k luôn. Ờ chị ơi, đã chốt rồi là đi đơn rồi. Bộ này là bộ lụa mang nhẹ lắm chị ơi. Bộ này là bộ lụa nhá. Bộ lụa mang nhẹ lắm luôn. Nha, lên luôn dưỡng mã này. Tặng hoa cúc cái này có một cái size thôi. Size 50 52 đổ về. Chốt mã tặng váy hoa cúc luôn dùng nguyên. Bán tặng cho em con này tặng 39k luôn dùng nguyên. Giá này phải kèm phải chữ tặng vô tại vì đi Nhật thì không bao giờ ra được cái giá này. Lên luôn dùng mã váy hoa cúc 39k. 39k váy hoa cúc như riêng cái này á. Chị ơi nếu như mà chốt đơn, nhân viên chốt chưa tại vì không chốt đơn không biết, đã chốt đơn rồi ok rồi là đi đơn rồi. Thanh Liễu đi đơn chưa? Mà ok chưa, có chốt đơn ok chưa, chưa có thì chưa đi. Nếu như mà chốt đơn ok rồi là đi đơn rồi. Cho chị Sái Gia Linh. Cho chị Sái Gia Linh. 39k. Con này đi chặt, con hơi bị dài. Con này hơi bị dài. Cho bà xã cái đóng quần công sở rồi trong kia ra luôn xã. Bán tặng hết luôn đi đi cho nó gọn. Tặng công sở. Phải em hết nhé. Trời ơi. 29k xanh ngọc luôn nè. 29k nhé. Nguyên lên nhanh tại vì rất là nhiều mã. Cái bộ này mà chị em mình không sao không lên lại phí ra. Hàng đông bán 89k. Shop được một bộ lẻ size và size 62 đổ về. Nguyên lên 69k. 69k nhiều khi là chị em mình đi ra ngoài chỉ mua được con áo. Không mua nổi một con áo thông thái này nữa. Nguyên lên chị em mình nguyên set 69k bán tặng luôn. Chuẩn giá bán tặng chị em mình không chốt lại phí. Size này chị em mình đến 62. Phải 39 em hết rồi. Lên luôn dưỡng mã này là mã xanh ngọc 29k luôn dùng nguyên nhá. Phải đẹp. Xanh ngọc. Có bộ quần dài. Không, giờ em không lên bộ quần dài. 29k luôn dùng nguyên. Bộ 69 thì Phương nghe đúng rồi. Con này Nguyên nói đi nhập không ra được giá này. Nên là cái bộ này mà lên 69k chị em mình không chốt thì Nguyên thấy tiếc quá. Nguyên thấy tiếc quá. Rồi lên luôn dùng mã này 39k nắp luôn. Comment mã kéo 39. Kéo 39 nhá. Ai mà bảo chuyển khoản ta. Lên mã này là mã kéo 39, kéo trắng 39. Cái này trong set quần ngố này. Lên này để tìm cái quần của mã này. Có thun đùi cho bé 35 không có chị ơi. Có quần tay có đó chị. Em sẽ lên ra trong này. Em sẽ lên bắt lộn xộn trong này. Còn cả trong này. Quần kéo này bỏ riêng này chị Việt, chị đặt chỉ dặn quần kéo này. Chị dặn quần kéo này này sẽ này bỏ riêng cho chị Việt. Hết. Rồi lên luôn dùng mã này là mã xì. Đi đơn của chị Nguyễn Thu Hoàng về chứ đâu còn. Hoàng về rồi chị ơi, đi tỉnh đúng không? Đi Quảng Nam đúng không? Đơn của chị Hoàng về rồi. Hiếu Hoàng không chia sẻ. Cái này bỏ cho chị Việt đi. Đơn của chị đã Hoàng về rồi. Rồi lên luôn dùng cái này. Lên luôn chung mã này là mã xịn. Sao trẻ mình 52 đổ về. Con này là mì đai đỏ và hàng xịn luôn dùng nguyên. Nha, cái này là dặn lửng ấy. Dặn dưới mắt cá chân ấy dẻ mà thôi. Hàng này là Nguyên chạy 83.000. Bộ Nguyên mang còn chị ơi. Bán thẳng luôn cho trẻ mình con này lên luôn dưỡng mã xịn. 55k nốt luôn. Cái này bình thường nó sẽ có túi mà túi inside in có cái sách riêng luôn. Hàng này hàng xịn lắm luôn. Nha, lên luôn dưỡng mã này. 55k xịn. Chốt mã 55k xịn. Giờ thứ có cái thôi. Nguyên lên bán cho nó gọn hết. Đây cái này nè. Đây cái này nè. Size nhỏ hơn size 50. Không chị ơi, em xả ra rồi. Đâu bán bộ đồ nó có lời gì đâu mà đi hàng. Hàng đi xong gọi. Nhà em vẫn đi chút. Đi 3k luôn ấy, gọi không được. Xong phải xả, phải hòn về. Hòn về em chịu 2 đầu ship. Ship đi.
Rồi hòn về em phải mắc nửa tiền ship nữa. Đấy em xả ra rồi, không bán nữa chị ơi. Mệt lắm luôn. Đi chịu có, phải xác định mình có đơn, mình phải để ý nghe máy. 53 cho chị SXL, cho chị Bích Lam Trương. Bích Lam Trương 55k. Rồi lên luôn dưỡng nè. Con này đẹp, mì đai đỏ và dặn này là quần công sở luôn dùng nguyên á. Đai đỏ. Mì đai đỏ luôn dùng nguyên size 52 đổ về. Xịn còn size nhỏ thôi chị ơi. Con size nhỏ nhưng mà chiều trên không chia sẻ. Chốt lên luôn dưỡng mã này luôn. 55k con này luôn. Đúng giá này là chưa bao giờ có. 55k và con quần công sở này là dạng quần dài size 52 đổ về. Chốt mã dài 55. Dài 55. Hàng này là hàng nguyên đặt may riêng này. Phải làm hàng chắc đẹp ấy. Quần công sở luôn dùng nguyên nhé. 55k là mì đây đỏ. Chốt mã công sở luôn dùng nguyên. Chị nào lấy công sở lên mã công sở. Bộ lon cho bé đang còn bộ lon màu hồng là hết rồi. Xe nhỏ chị ơi. Không nhỏ. Chị cứ yên tâm đi, lái xe lời về mang không vừa. Chị ưa thì em lấy. Chị ưa thì em lấy. Cái phone đó là phone nhỏ. Phone đó là phone nhỏ. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt mã này là mã tặng bé luôn dùng nguyên 18kg đổ về. Bộ lon này. Bộ lon này sale mấy tiền ta? 49k đúng không? Sale 49k lên luôn dùng mã lon 18kg quay đầu lên chị em mình 39k. 39k. Dài cho chị Nguyễn Kim Ánh. Nguyễn Kim Ánh lên thông tin cho Nguyên. Lên luôn dùng mã lon cho chị Nguyễn Kim Ánh. Chị ơi, chị chia sẻ công khai chứ không không công khai nó đâu có hiện người chia sẻ đâu. Chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nha. Này cho chị Nguyễn Kim Ánh lên thông tin cho em luôn. Nguyễn Kim Ánh nha, lên thông tin cho em. Tặng bé luôn dùng nguyên. Cái này cho chị Thảo Nguyễn Đỏ. Thảo Nguyễn Đỏ. Thảo Nguyễn Đỏ, Nguyễn Kim Ánh. Còn bộ hàng này là hàng thứ còn cái. Kim Ánh cái nào? Nguyễn Kim Ánh con dài. Nhiều. 69 nha. Không, bán 69, bán 55. Bán 55. Còn đỏ này. Bộ đó là bộ 49. Bộ 49. Thảo Nguyễn, Thảo Nguyễn Đỏ. Xe 50 đổ về. Lê mã này là mã 49k luôn. 50 đổ về. Công sở thì là toàn bộ hàng này nguyên xe cũng là 79.000. Xe 50, 52 đổ về. Xe 2X nhưng mà phone nó nhỏ. Chị em mình cứ nghe cái số ký Nguyên đọc ấy. Cứ nghe số ký Nguyên đọc ấy. Chị em mình thích nhỏ sai hơn thì Nguyên vẫn có hàng đây nè. Chứ đâu phải là không có đâu. Nha các bạn lên chị em mình công sở 49k luôn. Dù nguyên xe 52 đổ về. Xe 2X nhưng mà 52 đổ về thôi. Rồi lên luôn dùng mã này. Ok chị Nguyễn Kim Ánh. Cái này dòng Boris. Ui Boris kiểu nữa nè. Boris kiểu nè. Tặng 25k luôn. Xây 60 chị em vẫn mang ok. Nhún hai bên. 25k tin nổi không? Đấy dòng Boris nha. Chị em mình ví dụ như mang ôm body được 60kg chị em vẫn mang ok con này luôn. Lên mã tặng đỏ 25. Đúng chuẩn giá bán tặng luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng đỏ 25 nhá. Con này tặng 29k. Nhưng chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Thì bán thực sự là like này là like cho vui thôi. Like cho vui thôi. Đấy, đổi cho chị Thảo Nguyễn. Mà chị nào không chia sẻ bỏ qua. Chứ Nguyên đi nhập làm chi ra được giá này. Chị Trâm Trần không chia sẻ. 25k cho chị Thảo Nguyễn Đỏ. 25 cho Thảo Nguyễn Đỏ. 29k xanh ngọc. 29k xanh ngọc. Cái này là đi cho trẻ mình là giá này là giá bán tặng hết. Ui, hai biên này, công sở hai biên. Công sở hai biên. Size này dành cho những chị em mình à. 57, 58 đổ về. Hai biên 69k luôn dùng nguyên nhé. Xịn hơn Vitex. Xịn hơn Vitex. Cái này là vải đẹp nhất rồi. Hàng người ta vẫn chạy 190, 220 đấy. Chị em mình cứ về sạch mà coi. Hàng vải hai biên nhé. Công sở hai biên màu trì. Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn. 69k công sở hai biên. Nguyên chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua những cái mã này nhé. Nguyên nói trước. Hãy lăn cho thông như đỏ à. Bộ Nguyên đang Nguyên mang là đâu nè. Công sở cho quý đặng. Công sở cho quý đặng 69. 58kg mặc được không Nguyên? Cái gì đó chị ơi? Ồ, cái này không lấy Nguyên lấy luôn. Công sở đó dài không? Dài vậy nhưng mà người ta lấy rồi. Ai cái này không lấy Nguyên lấy luôn nha. 25k nốt bo rip nha. Bo rip ba lỗ và rút dây, đẹp chưa? 25k. Lên luôn dựng mãi dây tím 25. 25. Hết rồi chị ơi, người ta chốt rồi. Số 9 người ta chốt rồi. Hai biên người ta chốt rồi. Rồi lên luôn dựng mãi 25. Còn công sở trong kia. Từ từ mình sóc ra.
nhiều lắm luôn. À Bích Lân Cương. Nhiều lắm luôn. Rồi con này lên luôn dưỡng mã tặng mấy tiền ta? Hả xe 49 đúng không? Lên luôn dưỡng mã này mã 35, 30 đi. 30 size này dành cho chị trẻ mà 55 đổ về. Da em hết. Lên luôn dưỡng mã hồng. Lên nhanh nhá. Lên luôn dưỡng mã này mã hồng 30. Con này đẹp lắm này, trẻ mình tranh thủ con này nè. Hồng 30 nhá, phải đẹp lắm. Hàng này người ta đang bán 95.000. Sale sale còn 75.000. Thương bán giá em con này 30.000, hàng thường bán thì em 49.000. Cái giá này giá bán thẳng rồi đấy. 30 à? 30k. Hồng cho Bích. Bộ đang Trương mang là 55k. Bích Lan chia sẻ lên không, nha. Không chia sẻ đừng chốt những cái mã này nữa. Toàn bộ hàng xã này mà không chia sẻ bỏ qua luôn. Không chia sẻ vô. Thì nó không chia sẻ bỏ qua luôn. Thực trừ là kéo xa xa ra chứ chia sẻ này. Hắn gần quá nè, hắn sát quá nè. Hồng cho su su. Khéo khéo cái ly dưới nữa kìa. Rồi ok. Bộ nguyên đang mang là 55k. Ê, cái này chừa cho chị ấy nha. Chị ấy không cười. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Nguyên lên cho trẻ mình con này 59k luôn. Xe 52 đổ về. Lên luôn dùng mã dài 59 xe 52 đổ về. Hàng này cũng chạy 69k. Xe 59k. Bỏ riêng con này. Khách hỏi mấy con này nhiều. Giờ thử tìm không ra. Thử ra nè. Ngọc à? Không được rồi. Được rồi. Đừng bỏ thêm cà phê nữa. Đừng bỏ thêm cà phê nữa. Dài 59 cái gì Lê Thầy. Lê Thầy. Rồi lên luôn dùng mã set ngố luôn dùng nguyên. Bán tặng nốt luôn nguyên một set này 50k luôn. 50k luôn. 50k mà chị em mình chỉ mua được con áo thun cốt tông tàu như thế này. Bán tặng luôn chị em mình 5k và size 57 đổ về. Quần là quần ôm, quần ôm. Một bộ đang mang cho chị Nguyệt Võ 55k chị Nguyệt Võ. Lên luôn dưỡng mã bộ 50k. Quân nói 50k chị em mình chỉ mua săn sale được một cái quần hoặc là một cái áo thôi. Hôm nay chị em mình nguyên set 50k luôn dùng nguyên nhé. Dư sức là Nguyên sẽ tách lẻ ra bán cho chị em mình. Ví dụ như 39 hoặc 49 nghìn một áo, 49 nghìn một quần. Nguyên bản bán tặng cho chị em mình nguyên set nha. Chia sẻ đã. Cái này Nguyên không chốt cho chị nào không chia sẻ đâu nha. Bộ Nguyên đang mang 50kg quay đầu thôi chị ơi. 59 à, không. Bộ này bộ 50. Bộ 50. Dây rút em hết rồi. Bộ 50. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Con này là hàng ngố. Dây rút hết rồi chị ơi. Tặng ngố xe nhỏ này. Con anh Lê đi rồi nha. Đi đơn rồi chị ơi. Chốt xong đi đơn rồi. Sai dạ mình dưới 45 quay đầu. Quần đen 59 hết rồi chị ơi. Lê luôn dưỡng mã này mã tặng ngố. Xếp ngố anh hết rồi. Tặng ngố. Ngố hết rồi. Ở trang chốt rồi kìa. Ai đang chốt. Ở trang chốt xe bộ rồi kìa. Ở đâu? Chưa chia sẻ mà. Chia sẻ chưa? Hồ chưa chia sẻ mà. Từ từ coi nè. Chia sẻ đúng không? Rồi ok. Rồi lên luôn dùng cái này. Bán tặng luôn cho chị em mình con này. Không em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 29k luôn dùng nguyên. Chị nào không có logo gì chia sẻ cũng không chốt nha. Tại vì sao chị em mình biết không? Tại vì đã là nguyên là giá bán lỗ, giá bán tặng like cho vui ấy. Lấy tương tác thôi. Nên là chỉ lên cho những chị nào chia sẻ. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn như này 22 chứ không vừa. 50 hết rồi nha. 50 hết rồi. Sau này chị em mình 52 quay đầu trước mã 39. Con này chuẩn là U Mì Hà 39k luôn dùng nguyên. Lên luôn dùng mã đùi. Ngố cho sang sang 29. Đây còn con nữa nè. Con này thường muốn chạy 49k. 49k. Chắc đẹp lắm chị em mình ơi. Nhưng cái này còn phân nhỏ, còn size S thôi. Còn mỗi size S thôi. Nha lên luôn cho mã ngố S chị em mình hay mang những con áo phông bự ấy chị em mình phát ngay con này. 29k ngố luôn. Chứ bây giờ có giá này. Lên mã 29k ngố, chị nào là 29k ngố. Lên 29k ở đâu còn con áo kiểu này. Lên luôn những mã áo kiểu mã này là đang mã này là mã 120k. Size 55 đổ về. 55 đổ về hơi bị nhào xíu. Nha. Lên luôn những mã này là mã tặng 49k 29 cho chị Hằng Phan Sài Gòn. Con này đẹp lắm chị em mình nè. Hơi bị nhào nhá. Hàng tại vì đây là Nguyên đóng bao hàng lẻ lẻ thứ cái là không có xếp lại. Bỏ chung một bộ. Okay, xếp ngố chị có. Ngọc không nha. Có. Ngọc My à. Rồi lên luôn những mã này là mã sơ mi luôn dùng Nguyên. 55 đổ về Nguyên nhiều quá chứ không Nguyên trừ hết cái màu vàng này lại. Nguyên nói thật sự luôn. Này nó bao nhiêu tiền? 45k nốt nha. Chị nào lấy cái này con này hàng tàu. Con này hàng tàu. Lên luôn những mã sơ mi 45 và size 55 đổ về.
đúng chuẩn là giá bán sẵn đấy. Hay là chị em mình canh thủ. Con này lên luôn dưỡng mã này, mã tặng 30k. Hơi nhào, ngố hết rồi nhá. Hơi nhào nhá, 30k luôn quần su. Đuổi xước các chị em mình nhá. Đây này, tại vì nguyên bỏ trong bao. Chốt lên luôn dưỡng mã này, sung xe 55, 57 đổ về 30k luôn. Con này đẹp, quần đùi cũng có giá này rồi. Riêng quần đùi nguyên không lên luôn chị em mình giá này rồi. Bán tặng cho chị em mình thôi. Trời ơi, xe M, xe 52 đổ về 49 là nào ta? Áo à chị? 45. Áo 45. Rồi lên luôn dùng mã 30. Con này là U Mì Hà nhúng. Sơ mi chị Ngọc My. Con này bán tặng chị em 39k luôn. Chốt cho chị là chia sẻ thôi. Chị em mình cứ mua hàng, chị em mình trong xin một lượt chia sẻ, một hai lượt chia sẻ trang cá nhân. Chị nào có hội nhóm chia sẻ lên hội nhóm ta dùng nguyên nhé. Màu trắng không nguyên, không có chị ơi. Lên luôn dùng mã này là mã ngố. 39k luôn, hàng này hàng chạy 68k. Ngố này là ngố u mì dùng nguyên nhá. Cái này mang lên nhúng rất là đẹp nè. Xuân 30 chị chốt cho chị nào chia sẻ. Chia sẻ vô có nha. Váy, có váy chị ơi. Váy lại đài. Váy lại đài mà em làm biếm sale, sale váy lắm. Ở đây nói váy có con váy nè. Có con váy nè. Đây con váy nữa nè. Con váy này hàng 180. Ủa? Xuân 30 cho 8 trần. Sao có cái dây không được? Đã chia sẻ chưa? Rồi. Sao có cái dây con váy này sao lại còn cái dây không rí? Ok, xuống 30 cho 8 tầng. Rồi lên luôn dưỡng mã này, hàng này là hàng thiết kế xe 55 đổ về. Hàng này nguyên chạy hôm bữa là xe 79k, dặn váy dây nhé. Dặn váy dây, hàng thiết kế, đây chị em mình nhìn nè. Này hàng mai kỹ lắm luôn và xe 55, 57 đổ về. Chốt mã dây tím luôn dùng nguyên. Bán tặng cho chị em mình con này luôn, 39k dây tím luôn. Xả không thương tiếc nhá. Rồi cả con này nữa. Con này là kiểu chị nào hay mang kiểu kiểu chứ chị em mình mang con này đẹp. Bo rít nhá. Chị em mình mang vô mới thấy kiểu của nó là nhún dạng crop top này. Tay bồng. Bán tặng chị em mình con này 29k luôn. Xe 55 57 kg đổ về 39.000. Lên luôn dưỡng mã này. Bo rít nhá. Chị em mình nhìn lâu lâu chị em mình ví dụ lần đầu tiên coi bộ Nguyên đang mang là 55.000. Lâu lâu mới coi cái like nhà Nguyên tưởng mua hàng cũ luôn. Tại vì đóng hàng lẻ thứ cái là Nguyên đóng vô 2 3 bao này. Hiện tại đang trong này 5 bao. 29k. Đấy, và toàn bộ nhớ luôn dùng nguyên là toàn bộ hàng Nguyên đã like qua. Đã like qua, còn thứ cái Nguyên đóng chung vô đây. Nha. Hai chiến cho Hiền Dương. Rồi lên luôn dùng mã này, áo gió luôn dùng nguyên size dành cho chị em mình 55kg quay đầu. Hàng này là hàng 125.000. Cỡ tầm tháng nữa đi nhập không có giá này. Size 55 đổ về. Gió xịn gió đẹp nhá, tặng 69k. Gió, cái này là không chấm nước, không thấm nước. Và ở trong toàn bộ của nó là lót lưới đồng màu. Lót lưới đồng màu, xanh đó hết rồi. Size 55 đổ về. Nha. Lên luôn dùng nguyên cái mã này, lên cho mã tặng gió luôn dùng nguyên. Tặng gió 69k luôn dùng nguyên. Đi nhận không bao giờ ra được giá này chị em mình ơi. Đúng chuẩn giá bán tặng luôn này, hàng chạy 125.000. Chị em mình hay mua hàng nhà Nguyên là biết. Cái này chị em mình mang đi nắng, đi mưa gì cũng được hết. 55 đổ về. Gió này hai lớp, ở trong của nó toàn bộ là lót lưới đồng màu nhá, phải đẹp. Lên luôn chị em mình là tặng 69k gió. Chị em mình tranh thủ đi là tầm rơi vào tháng nên là gấp đôi giá này rồi. 69.000. 69.000. Rồi lên luôn dùng mã tặng legging. Legging quần này quần tâm boy. Xuân Hà. Quần này quần tâm boy. Ui. Gió 69 cho 55 đổ về. Quần tâm boy 55 chị em mình nhìn cái bảng đây. 55 đổ về nhá. Lên luôn dùng mã hoa cúc. 55 đổ về. Luôn lên luôn chị em mình con này luôn. 59k luôn. Bán tặng luôn chị em mình lên luôn chung mã hoa cúc. Dòng u mì hà hết nhá. Và bảng bo này bo to giảm nhiều. Bo to giảm nhiều nè. Chốt mã này là mã 55. Đi nhập thì làm gì ra được giá này. Đây luôn dùng mã cốt 55. Comment lên cốt 55. Còn bộ thứ có cá không có nhiều nay là chị nào nhanh có. Rồi chốt lên mã xịn luôn dùng nguyên. Xịn. Xe 52 đổ về. Con này chắc của nó là cốt tông tàu chéo. Hàng Nguyên ba nguyên chạy 85.000. Lên luôn dùng nguyên mã này mã 49.000. Lên luôn dùng mã xịn dùng nguyên nhé. 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Con sẽ hấu cái nó ra chưa. Hấu quần rồi ra chưa. Cho Phương Nghi. Đấy đấy đấy. 49k lên luôn dùng mã xịn. Cái này chắc đẹp lắm. Riêng chắc cốt tông chéo thì là trẻ mình. Đừng nên bỏ qua. Đừng nên gió bỏ qua. Gió hết rồi nha. Cái này bao nhiêu? Cái nến 49.000. 49. Nó kèo quần nó kìa. Xe 55 đổ về. Lên luôn dùng mã sọc 39.000. U bị hàng hết nhé. Sọc 39. Chị nào lấy cái này lên mã sọc 39k luôn dùng nguyên xịn cho Lê Thùy. Xịn cho Lê Thùy. Ủa lâu, lâu rồi mới thấy chị Thái Chi. Lâu rồi mới thấy chị Thái Kim xem like. 49 cho Lê Thùy. Ui. Xe 60. 60, 65.
hơi bị nhào. Con này vải đẹp lắm. 60-65 ký mang ok con này luôn. Lên luôn dưỡng mã này, mã 35. Con này không mua phí nè. Sọc cho su su. Sọc 39 cho su su. Sọc 39 cho su su. Đảm bảo là chị em mình không mua phí nha. Quân lên luôn dùng con này 35.000. 35.000 chắc này, cái này nam nữ đều mang được hết vì phông to. Phông to. Lên luôn dưỡng mã vàng 35. Xịn hết nha. À đây 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 còn con gió này. 55 đổ về, chốt mã gió. 69k. 55 đổ về thôi nhá. Lên luôn dưỡng mã gió 69. Comment lên mã gió 69, chị nào lấy gió 69. Con này thêm một con Boris nữa nè. 35 cho 8 tràng. Boris hồi nãy bán mấy? 15k luôn. 15k. Dọn kho, sập 39 em hết rồi. Sập 39 em hết rồi. Lên luôn dưỡng mã này là mã 15, chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. 15k đỏ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cái này bán tặng luôn chị em mình mã gió này. 69.000. 69.000 luôn dùng nguyên, chị nào lấy cái này gió. 69.000 gió. Thôi toàn bộ bao này bao lẻ hết. À, tặng à, công sở vàng xe 52 đổ về. 52 đổ về. Cái này chị em mình đang có những cái áo kiểu màu trắng ấy. Biết xét lên rất là đẹp. Nha, lên luôn dùng mã này là mã công sở vàng. Công sở vàng 40k gọn luôn. 40k luôn. Nha, chị nào lấy công sở vàng và size 52 đổ về chị em mình chốt ok. Lên mã công sở vàng nhé, chị nào lấy công sở vàng lên công sở vàng. Gió hết rồi, xuống san nha. Size 2XL. Đây luôn dùng mã quần loa 89.000. Size 57-58 đổ về. Gió hết rồi. Gió đây con này sẽ này. Nhưng mà không chốt cho chị nào không chia sẻ. Ai chia sẻ rồi chút. Chia sẻ rồi, Su San Nguyễn. Lên thông tin cho em. Gió 69. Lên luôn dùng mã loa con này lên là mang Su San Nguyễn lên thông tin mang nha. Mang con này lên thấy niên mang chân dài luôn. Nha, lên luôn dùng mã tặng loa 89.000 đúng không? Mua lên bán tặng luôn chị em mình con này luôn. 69.000. Công sở vàng cho chị NT Thảo Vân. NT Thảo Vân 40k này. 40k NT Thảo Vân. NT Thảo Vân. NT Thảo Vân. Rồi lên luôn những mã tặng loa dùng nguyên nhé. Ai lấy loa lên loa dùng nguyên. Chúc loa luôn dùng nguyên. Comment lên loa dùng nguyên. Cho là cả lên bao nữa. Lên bao nữa. Vàng hết rồi xưa không? Xíu chị coi còn. Cái này bán tặng luôn. Cái này kiểu nhá, áo kiểu hàng hàng Quảng Châu. Áo kiểu hàng Quảng Châu này, đây. Đấy, đây là chị em mình. Khi mà lẻ cái là nguyên nhận đóng chung vô bao nè hết. Đấy. Đồ lớn các kiểu, đồ lớn có, đồ bé có, nhưng mà cái có cái thôi. Chốt mã này mã tặng 20 luôn dùng đi. Tặng 20 nhé. Đây luôn những mã kiểu 20 size 55 đổ về là mang đẹp. Ok Su San Nguyễn. Ok chị. Ok chị nhé. Nó vừa nói xong mấy thì 25.000. Đây còn một con váy hoa cúc nữa nè, như lúc nãy like á chị em mình nè. Tặng 39.000 nốt luôn. Kiểu cho tuyết mùa đông. Xe tuyết mùa rồi. Đông. Xe 50-52 đổ về. Lên luôn dưỡng mã 39 cao hoa cúc luôn dùng đi. Giá bán tặng luôn nhé. Váy hoa cúc xe S thôi. Con này S thôi nha. Giống như con lúc nãy, hồi nãy chị nào chưa có lên luôn dùng đi. Cúc S 39.000. Chị nào lấy cúc S lên cúc S 39. Cúc S 39. Những con này là hàng đắt lắm mà giờ xe trong này chứ. 39 cho sang sang. Con này đi nhập vô là 105.000. 39 cho sang sang. Váy này dài tay. Kiểu đẹp lắm chị em mình ơi. Xe 55 đổ về. Đẹp lắm luôn. Phía sau của nó khó kéo cái này. Vài bữa này chị em mình mang hơi tuyệt vời. Xe xe xíu nữa nha, bán tặng nót luôn cho chị em mình luôn. Hai rút hai bên 39k nót luôn. Chị nào lấy cái này lên mã dài tay. Sale này là sale không thương tiếc nhá. Xinh, cái này xinh cực kỳ. Lên mã 39k váy luôn dùng đi. 39k váy. Có nước lọc chưa vậy? Đùi cua đùi hơi bật chân. Khét. Váy 39 dài tay. Dài tay cho sang sang. Dài tay cho sang sang. Sang sang hai cái nha. Đây nè, cái mã này mới chính xác giống cái mã năm ngó này chị cho Hồng Đào này. Nay bán tặng nhá. Năm ngó là bao nhiêu tiền? Cái cầu sót này. Đến chính xác là cái mã năm ngó màu đen. Túi hộp, không phải túi hộp. Cúc S em hết rồi. Size này 55-57 đổ về. Hàng này là hàng đúng rồi, là hàng 135.000. Cà phê. Sáng cà phê, tối cà phê. Mới tỉnh được. Hoa cúc hết rồi Diễm ơi. Quân lên luôn cho chị em mình cái này. Bây giờ tay hết rồi. Không bán 135. Bán 95k. Bán 95k cho nó sốc. Không bán 135 nữa.
bán 95k. Đấy, kaki. Không có, còn có con cuối cùng mang 95k. Đen cho cha không đau à? Phải. 95k luôn dùng nguyên. Đen với xanh kìa. Chị nói là chị có đen với xanh rồi. 60kg không vừa. Rồi lên luôn dưỡng mã trơn. Chia sẻ vô nghe. Lên luôn dưỡng mã trơn, size này gần 60. Hồi Lý Hồ không chia sẻ. Gần 60. Lên mã này là mã 20 luôn dùng nguyên. 20 nhá, chốt mã trơn 20, con này thương có tông đẹp. Trơn nha. Bán tặng luôn cho trẻ mình luôn. Lý ơi chia sẻ đã, tại vì cái nào nguyên bán nguyên sale hết. Bán lỗi. 135 là bán vốn, bình thường 135 bán vốn, còn giá bình thường của nó là 150. Ê. Ở đâu ra rì? Thương Thái, áo tan top 20 cho ai? 20 à. Áo 20 cho ai? 20 cho cha Hồng Đào. Áo tan top nè. Màu tím tìm đâu ra? Chốt mã 40 luôn dùng nguyên Thương Thái 40. Thấy số 2 đổ về con này mà chị em mình bỏ qua phí. Giờ là không tìm ra những con phone này nó đi nhập, đi nhập không có nữa này. Về được đúng một đợt. Tiếng gì cho Hồng Đào 40. Liên chia sẻ công khai đi. Không công khai nó đâu có hiện được chia sẻ đâu. Đào. Loại váy nữa nè. Nói chung là xả hết, không thương tiếc. Đây. Ai bỏ qua con này cũng tiếc nè. Đây chị cho Hồng Đào cao cao mang con này đi chị ơi. Trời, con này mà lên không xinh thôi. Không cần mua đồ nữa luôn. Cái này đẹp lắm nè. Hàng thiết kế luôn dùng nguyên size 55, 57 đổ về là chị em mình chốt ok. Bán tặng nó luôn chị em mình con này luôn. 49.000 luôn. Trơn em hết rồi chị Lê Hạnh ơi. Hết trơn rồi nha. Lên mã váy dây 49k luôn dùng nguyên. Đẹp lắm, tin tưởng nguyên con này nè. Cái này khách đã lên thử rồi, trắng lên cái này cực kỳ đẹp luôn. 49.000 váy hoa luôn. Giá này là giá bán tặng đấy. 49k. Thứ còn tím hết rồi Ngọc My nha. Size này lại size nhỏ. Tím hết rồi. Size này lại size nhỏ. Cái này chị nào mà trắng xíu mà chơi nó múc lên rất là đẹp. Em chuẩn về con nó lên đè mặt lên nó rất là đẹp luôn. Chị cao cao nữa thôi. Tuyệt vời. Rồi cái này size nhỏ. Size nhỏ nha. Size M nhưng mà chị em mình tầm 50-52 đổ về thôi. Nơ bên này nè. Bèo nhúng cái này đẹp nè. 50-52 đổ về chốt mã 49k. Nhúng luôn dùng nguyên. Váy nha. Lụa ấy. Toàn quà Quảng Châu. Bán mấy ngày hôm nay là live vui ấy. Live vui ấy. 49.000 luôn. Bán này là bay vốn luôn. 49k luôn. Rồi lên luôn dưỡng này. Áo bo rip có cổ, hàng này em sale 49. Lên luôn trẻ em mình mã này là tặng 35k luôn. Dùng nguyên cho nó gọn luôn. Bo rip nha. Bo rip nha. Thiệt khách mà khách mới vô coi live tưởng là hàng cũ thiệt chứ. Cứ còn cái đi nhát là biến xếp cái đóng. Đóng vô trong bao này. Đóng vô trong bao này nhào 35k luôn theo. Size 55 đổ về bo rip luôn dùng nguyên có cổ. Cái này khách không lái chừa ra luôn cho nguyên luôn 35.000. 35.000. Rồi cái này thì chị cho Hồng Đào đã mua rồi. 69.000 rồi nha. Mua lên luôn trẻ mình mã này là mã 59.000 nhúng luôn. 59.000 nhúng. Con này là chắc của nó là U mì hàng và 52 quay đầu. Cái này chị cho Hồng Đào không phải mấy con, 2 3 con gì đó rồi đúng không? Lên luôn dùng mã nhúng, mang nhìn như thế này thôi trẻ mình mang cô trẻ mình mới thấy khô. Đẹp. Lên luôn dùng mã này là mã 69k U mì hàng luôn dùng nguyên. Xây mờ thôi, 52 quay đầu. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã 50 59.000. 59. Cái này cũng quần le này bỏ riêng ra up lên được này. Tại vì còn được lẻ mấy con. Quần le này lên phôn đẹp lắm luôn. Quần le bỏ riêng quần le này. Ui, ngố CS. Ok. Ngố CS. Ngố S dùng nguyên nhá. Con đó chị nào mà tầm 52kg đổ về tranh thủ phát con đó. Mà giá rất là rẻ. Ngố CS cỡ tặng người dùng nguyên là chị em mau ok hàng 95. Ngố lên được chị em mình con này luôn. 65k luôn ngố. Ngố này rất nhẹ chỗ này. Size S nhá. Hàng này nguyên đang size 95.000 nè. Không bao giờ nói deal đâu. Ngố lên được chị em mình con này 65.000. Lên luôn dùng mã ngố S 65. Ngố S 65 này con. Chốt mã ngố S 65. Quần nam. Quần nam size nhỏ size 29. Size 9 thôi, tặng quần nam. Còn sót con lên mã 29k luôn, dùng nguyên size 29. Ngố S cho nào Tê Thảo Văn. Quần nam Tê Thảo Văn 29k hết rồi, trang phúc nhé. Tặng quần nam luôn dùng nguyên 29k. À 65 cả. 65 cả. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Công sở size 55, 57 đổ về 45k luôn. Lên luôn dùng mã nâu tay.
45k dọn kho. Công sở nâu tay size 55 đổ về. Chút mã nâu tay 45k. Khi mà trẻ mình chờ công sở mà không mua những con này hơi bị phí này. 55 đổ về là chút đẹp. 45k nốt. Chị nào lấy mã nâu tay lên nâu tay. Cái này toàn là body kiểu này. Này đóng bao hết. Đây nè, còn một con nhún nữa nè. Không có màu đen. Không có màu đen đâu. Lên chị Hà Phạm. Rồi lên luôn những mã này, mã 40k nốt luôn nè. Con này quá đẹp. Cái này quá đẹp luôn. Chốt mã nhún luôn, dùng nguyên bo rip 60kg độ về mà ok. Mấy hôm nay là bán cho vui thôi. Chốt lên luôn những mã này, mã 40. Chị nào lấy mã 40, lấy mã 40. Lẻ tải lên tin. Bên này góc này 5 bao, bên này 3 bao nữa. Chưa nói trong kho, chưa nói trong kệ. Hao tay em hết. Vì bình thường nhưng nếu như mà không dịch giả là ngày nào cũng về mấy bao hàng hết. Cả năm bảy bao, bảy bao hàng. Nó ta hết rồi. Nhúng cho Phương Nghi. Nè mấy ngày nay bao hàng mới về thưa đây. thưa mới có thời gian. Hả? 40k. 40k. 37kg cho bác. Chút mã 29 luôn. 37kg. Cái này là chắc cốt tông tàu của chị em mình đó. Đẹp lắm. Chút mã này là mã chó đen 35kg. 29k luôn. 29k nhé. Chị nào lấy 29 lên 29. 29k, đây còn con nhún nữa nè. Nhún 40 nữa nè. Thấy không? Đây, hồi nãy có ai nhún nữa không nè. Nhún 40 luôn nè. 29 chị Hiền chia sẻ đi chị Hiền ơi. Nãy giờ muốn chia sẻ. Mã nhún nào nãy ai chưa có lên luôn dùng mã nhún chắc bo rip mà. Áo kiểu thì không bao giờ có giá đó rồi. Phương lên luôn chị em mình mã này. Ui, trong này còn bộ này. Chào ôi. 1, 2, 3 4 bộ. Trên cây còn một bộ màu xanh nữa xả. Cho bà xả xuống cái. Trên sau cái áo sơ mi này nè. Đấy. Bộ màu xanh ấy. Hàng này là size trẻ mình 50-52 đổ về. Hai bộ luôn à? Ba bộ luôn à? Ui giời ơi. Thôi để up lên đi. À, thôi bỏ ra luôn cũng được. Một vàng xanh nu. Bán tặng cho trẻ mình set này. Cho bà xả màu xanh đi. Thấy cái quần à? Bỏ riêng cái bộ màu vàng đó cho sáng wow. Đây. Không, bộ này 50 đổ về thôi. Bộ này quá đẹp luôn, phải đẹp lắm. 50 đổ về. Nguyên còn một xanh, hai xanh, hồng. Xanh và hồng. Cái này quá đẹp luôn nè. Cái này dạng crop top. Khách nhà như chị Minh Hiếu chị bảo là chị cao là vì chị thêm không thích mang crop top ấy. Thêm một cái ren này dưới này lên bao đẹp luôn. Chị bảo lên thêm ren nếu mà không thích mang crop top ấy thì là thêm một lớp ren dưới này. Lên rất là đẹp nha. Hàng này nhiều chỗ người ta bán 140. Quân lên luôn cho em mình mã này luôn. 60k. Gọn luôn, phải đẹp lắm. 60k. Nha, chị nào lấy cái này lên chân mã xanh nè. Hồng còn được từng này bộ. 60k nốt luôn. Chị nào lấy cái này lên xanh 2. 60 nha. Trẻ mình mà ví dụ như không thích cà rốt tốt, không thích ấy là trẻ mình thêm một lớp ren nè. Nhún trắng thêm cho chị Cao Hồng Đào. Nhún trắng hồi nãy coi. Chút cho. Nhún trắng 40. Lên luôn những mã này là mã xanh và hồng. Kiểu này đẹp. Kiểu này đẹp lắm. Nên lên luôn trẻ mình và dòng đuổi tơ nhé. Đuổi tơ mềm. Bán tặng cho trẻ mình cái này là 60k nốt luôn. 60k. Chị nào lấy mã 60 lên mã 60. Rồi cái này lên luôn dùng nguyên cái này. Màu trắng, màu đen. Đây còn một con nhún nữa nè. Đây còn một con nhún nữa nè. Chị nào lấy nhún trắng lên luôn nhún trắng dùng 40k nè. Rồi lên luôn mã chữ đen. Thảo Hiền chia sẻ. Thảo Hiền chia sẻ đây chị ơi. Cái giá đó chị em mình giờ hốt hết. Không chia sẻ Nguyên không bán. Nguyên nói thiệt luôn. Vàng em hết rồi. Xanh thôi. Lam Kim Châu không chia sẻ. Xanh cho Lê Hạnh. Vàng cho ai ở trên kìa. À, xanh cho ai ở trên nữa kìa. Trên chị Lê Hạnh ấy. Trần Uyên. Cho chị Trần Uyên, Lê Hạnh. Hết xanh. Còn hồng. Hồng rút ấy. Còn hồng rút ấy. Cái vàng, bộ vàng nó thấy cái áo không? Chưa thấy cái quần. Nguyên lên bán tặng cho chị em con này luôn. Quần tay đen nó lộn xộn trong này chị ơi. Dạ nó lộn xộn trong này. Hồng cho chị Lê Hạnh. Xanh em hết rồi. Cái bộ đó yên tâm. Nhúng cho chị Phạm Xuân Hà. Người ta bán 120 là rẻ, 140 mà còn toàn chạy là chạy đuổi mà đuổi cứng nữa kia.
bán tặng cho em con này, con này cũng rất hay, mang lai 49.000 đúng không? Con lai luôn, dùng cái mã này là mã tặng 39.000 luôn. Còn hồng thôi hết xanh chị ơi. Cùng tay đen vậy không? 39.000 áo kiểu kiểu xanh. Áo quanh kiểu vàng, kiểu trắng, kiểu đen. 39.000 luôn, dòng bo rip. Bo rip nhá. Con này hàng nhập cao quá, hàng nhập 105.000. 315. Giờ không biết xe kiểu gì. Hồng cho chị Như Uyên có rồi đúng không sao? Chưa. Hồng cho Như Uyên bên này. Em nói rồi, em like từng bao hết hàng lẻ thôi, chứ em không có soạn ra mẫu gì để em sale đâu. Nha, như giờ nó lộn xộn ấy. Đang mấy hôm nay là sale lộn xộn hết. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng này. Nha, bán tặng nó luôn cho chị em mình con này luôn. 39k. Bao rip kiểu. Bộ này lên luôn dưỡng là 70. 70 nhá. Size này thậm chí khác nhà nguyên vị chị Như, chị Trần Thảo bảo là chị 67kg chị mang cũng được luôn. Okay. Mà con chị 42kg chị mang cũng được. Cho chị Thu Hiền. Chị Thu Hiền mai đi đơn nhé, không giữ đơn nữa nha. Bộ hồng cho chị Lam Kim Châu. Bộ hồng cho Lam Kim Châu. Thu Hiền 39k. Bộ này khách nhà nguyên 67kg cũng mang được. Nhưng mà con của chị 40mấy kg cũng mang được. Kiểu vàng hết rồi. Còn kiểu trắng, kiểu đen. Còn kiểu trắng, kiểu đen. Rồi chốt lên luôn dưỡng nè. Trắng kiểu cho Susan Nguyễn. Trắng kiểu đây nè. Trắng kiểu Susan Nguyễn nè. 39.000 luôn. Kiểu trắng nữa. Ở đây vàng còn đây sẵn. Có vàng, có hồng, có xanh ngọc nữa chị em mình. Vàng đây sẵn nè. Vàng 39 luôn sẵn nè. Vàng 39 có còn 2 con xanh ngọc, 3 con xanh ngọc nữa chị em mình. 3 con xanh ngọc và con màu hồng. 39k luôn. 39k hết luôn đi, cải gọn luôn. Chờ mà nó hết mùa dịch qua mùa lạnh. Kiểu vàng ấy. Kiểu vàng cho Lê Hà. Lên luôn dưỡng mã này là mã 70, size nguyên chốt đến 62. Cốt tông tàu. Lên mã 62 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy mã 62, lên mã 62 luôn dùng nguyên. 62. Đây này nguyên còn kiểu hồng, kiểu xanh ngọc, kiểu vàng nữa nè. 39k. Bộ hồng ngố à. Hồng ngố chị cho hồng đào 70. Cho hồng đào 70, của nó chắc đẹp lắm. Cho hồng đào 70. Rồi lên luôn dưỡng mã này kiểu xanh ngọc. Con này đẹp mà cái này rất là hay, mang like, bo rip. Nguyên toàn bộ bán sale là 49.000. Thì là đã chưa tới 5.000 con đâu. Mà giờ sale xuống luôn tới 39.000 à. Chốt lên luôn dưỡng mã này, mã xanh ngọc luôn dùng nguyên. Xanh ngọc, hồng vàng. 39k, bo rip nha. Con này lên đẹp lắm. Chị em mình mang bẹt vai cũng được, mang thường cũng được. Hoặc mang chéo vai cũng được. Rất là nhiều kiểu mang, có cả màu xanh ngọc. Lên 39k. Chị nào lấy mã này lên số mã kiểu 39. Kiểu 39 luôn dùng nguyên. Xanh cho chị Hiền Dương, Hiền Dương. Xanh, vàng, hồng. Có cả hồng này nữa nè. Xanh cho Khang Trang. Xanh cho Khang Trang. Vàng, hồng. Xanh Khang Trang 39. Có cả hồng, có cả vàng. Cái này váy dài tay hơi bị dài. Hơi bị dài nhá. Xanh 52 đổ về. Chốt 39k nốt luôn. Lên luôn dùng mã dài tay. Con này hơi bị dài à. Nói chung là rồi thu chị em mình mang được. Thu đông mang được cái này mà. Dài nóng. 39.000. 39.000 nốt luôn. Ôi, quần này á, giờ còn màu tím ở đâu đây. Cái này chị Trâm Phúc cũng phải chục con rồi nè. Cái trong quần lẻ đâu có phát hiện được. Con này mà không mua mất phí nè. 49.000. Con này không mua mất phí nè chị em mình nè. Con này lên phong bao đẹp. Cho Lê Thì 39. Con này chị em mình không mua mới tiếc nè. Có cả xây 52 đổ về nè. 52 đổ về, 55 đổ về, 57 đổ về, 3 con. Lên luôn dụng mã sọt. Cái này u mì nha. Cái này lên thôi rồi luôn. Hồng hồng cho chị Lê Hạnh. Hồng 39 cho chị Lê Hạnh nè. Hồng 39 cho Lê Hạnh nè. Lên luôn dụng mã này là mã 49k luôn dụng nguyên. Xanh cho Quý Đặng nè. Xanh Quý Đặng nè. Xanh cho Quý Đặng nè. Xanh ngọc 39 cho chị Hiền Dương, Hiền Dương. Xanh đây bao nhiêu? Xanh nó là 49.000. Hiền Dương, Hiền Dương nè. Còn tím này 55kg. À quên, đây 57kg quay đầu cho chị Phương Nghi nè. 57 quay đầu cho Phương Nghi nè. Rồi còn 52 quay đầu. 49.000. Con này u mì chứ không phải là vi tét. U mì giả, còn 52 quay đầu. Nguyên có rồi chứ không, Nguyên cũng bắt luôn. Trẻ mình nhìn cái phần quần phía sau.
đẹp lắm luôn. Riêng cái này chị Trong Phúc là hai hai chục con này. Đấy là con quần này đây. Shop. Ờ tím nó Phương Nghi. Như đây. 49.000. Nguyên còn size S 52 đổ về thôi chị em mà nó. Còn 52 đổ về thôi. Còn xanh ngọc này, chị nào lấy xanh ngọc. 52 đổ về thôi, hết 57 rồi chị ơi. Em hết rồi. Sao được cái. Tím hết rồi nha. Ở đâu mà trong này có váy bé rồi trời. Áo dài cách tăng. Đây, cái này để lại. Tạm thời thì cái này để lại. Chốt mã này chị nào chia sẻ chốt này. Ta tiếng còn xe S thôi chị ơi. Lên mã 50k luôn dùng nguyên. Cái này á nó thật sự là bán 50k lên mấy người làm đơn kia bị gì. Thật sự là bị gì luôn. 50k hẳn là hàng 2 lớp. Size 60 đổ về, lanh 2 lớp, kèm khẩu trang 50k nha. Chị nào lấy cái này lên luôn mã 50 luôn dùng nguyên. 50k một con. 2 lớp, nắng lanh 2 lớp 50k, cọc này thun thái này. Xét. Hàng. Kinh chưa? Thun thái đủ các kiểu trong này hết. Lanh cho Phương Nghi. Đây còn cái áo này 49.000 nữa, 39.000 nữa. Còn quần nào? Đúng, mã mô cũng có hết ha. Quần nào? Lanh này là 50k. 50k. Rồi lên luôn dùng mã xanh. Cái này quần xanh 49 nữa còn. Không, quần hết rồi. Sót lại thôi, hôm bữa nhiều khách lên hỏi lắm. Nhiều chị nhận hàng được cái con đó rồi về lên hỏi lại lắm. 39 cho Hoàng Thúy này. Xanh 39 cho Hoàng Thúy này. Hoàng Thúy này. Size 52 đổ về, con này vải đẹp lắm này. Bán tặng luôn chị em mình con này luôn 29k. Tím em hết rồi, tím còn xe S. 50 cho chị chia sẻ rồi cho chị Hằng Phan cái. Ghi đi, ghi rồi, ghi cho chị Hằng Phan cái. 50k. Nắng ấy. 29k size 55 đổ về. Theo nhá. 29k size 55 đổ về, con này đẹp này, phải đẹp lắm. Có tông tàu. Thun xanh cho chị Thảo Nguyễn. Thun xanh 39 cho Thảo Nguyễn. Xanh 39 cho chị Thảo Nguyễn nè. Like rồi, bộ nguyên đang mang là 55.000. Cô tay không? Xanh nào, xanh kiểu hết rồi. Em còn vàng hồng thôi, vàng hồng đen thôi, hết xanh rồi. Vàng hồng đen, hết xanh nhá. Rồi lên luôn những mã nào 29k. 29k sáng. Shop vàng túi hộp à. Cho chị Yên Nguyễn. Vàng túi hộp. Vàng túi hộp mấy hàng còn trong cọc. Hàng còn trong cọc. Yên Nguyễn 29. Thun Thái nè. 39k luôn. Không thấy gì anh Lai Lương, chắc bị ẩn comment rồi. Mới là bao thứ hai, 5 bao, tiêu 5 bao, hết hàng bao rồi mới lên hàng kệ. Nha, lên luôn những mã này. 39k. Lai kiểu gì nó cũng lẻ tẻ ra hết. 29 39k. Cái này 39k Thun Thái. 39k vàng. Ui, dài tay nữa nè. 39k nó, cái này ai nhanh tay có 39 cho Phương Nghi. Theo toàn bộ. Đi rồi, từ, chị Linh Nguyễn à. Linh Nguyễn. Linh Nguyễn không biết nữa luôn. Dài tay. Chốt mã dài tay Thun Thái nhé. Dài tay size 55 đổ về chị em mình chốt đẹp. Phôi lửng lửng. Nó cho chị cái. Trời ơi, để tìm đại du ơi, cho chị cho Hồng Đào. Con này lên khuôn đẹp lắm nè. Size 70 kg. Nam nữ gì mang cũng được cái này. Cái này Tinh Tinh nó rất thích mang con này, 39.000. Tinh Tinh nó rất là thích mang con này rồi sao? Nó phun bự. Ấy. Nó mang với con quần caro nữa. 19k luôn. Em chưa, em không like, tối nay không like cái quần đó đâu. Tối nay em không like cái quần đó đâu, để mai bóc cho chị rồi còn like sau. Lên luôn dùng mã 19k, phải đẹp lắm nha. Phải đẹp, trẻ mình cứ yên tâm, đang bán 19 thì không phải là hàng vải 6 đâu. Giờ còn rất bán cho vui ấy. 19k luôn dùng nguyên xe 70kg vẫn mau ok. 19 cho Hồng Đào. Từ từ, cặp bé hả chị ạ? Cặp bé từ từ, em không biết. Cái này bán tặng cho chị nào gọi là xanh điệu xíu. Xanh điệu xíu mai con này. Xanh điệu xíu, cái này trẻ mình mang cái gì? Mang quần lưng cao, mang váy lưng cao, bẹt vai. Hàng này đi nhập khá là cao đây. Nhưng mà Như Nguyên không hợp với những cái đồ hot girl. Mang không hợp với những cái đồ hot girl nè. Bán tặng luôn cho trẻ mình con này luôn. Chốt mã tặng 19, con này đẹp lắm luôn với trẻ mình. Hot girl nó bán như vậy là tiền trăm, vẫn ok. Tiếng dài tay em hết rồi.
chị mặc không cần tinh nha, ok. Đây luôn dưỡng mã 19k, con này đẹp lắm. Cái này mang chăn váy cao cũng được. Nè, 19 xanh cho Yến Hoa. Xanh hết rồi, cái này kèn cho tiết mùa đông. Kèn cho tiết mùa đông. Kèn cho tiết mùa đông. 19k. Bán sẵn chưa? Cái này còn cái quần, không thấy cái quần. Rồi áo nam à, 17k luôn. Áo nam cái này bán 17k luôn. Cắt nách nhá, size 55 đổ về. Nu hết rồi. 17k, size 55 đổ về. Chị nào lấy áo nam lên áo nam. Ai tinh tinh thì mang những con nó đẹp. Ai sành điệu xíu. Hút gơ xíu. Con này bán này luôn xuống mã tặng. 17 cho sang sang. Con này lên luôn dụng mã tặng. Con này là dặn áo ống. Dặn áo ống nhá. Dặn áo ống nè. Lên mã tặng luôn dùng nguyên hàng găng ấy. Phải đẹp. Lên luôn dụng mã tặng luôn. Nha. Lên luôn dụng mã ống luôn dùng nguyên. Ống. Cái này cái quần đâu thấy cái áo không đi trời. Lên luôn dụng mã không đồng. Hai con váy này size xíu xíu. Size dưới 45 chị em mình chốt. Size dưới 45 chị em mình chốt. Hai con váy này sẽ dưới 45 thôi nha, để ý luôn dùng nguyên. Tặng nót luôn. Đẹp lắm, nhưng mà chị nào nhỏ con chị em mình phát hai con này. Lên luôn dùng mã vàng. 9k luôn. Size dưới 45 nha. Này chị em mình nhìn tay. Đẹp lắm. Cái này mà nguyên vừa thì nguyên cũng chưa là nguyên mang. Bán cái này lại phí. Là hai lớp ở dưới là đuôi cá thì chị em mình. Lên mã đuôi cá vàng. Đẹp. Nhưng mà tầm 45 đổ về. Nguyên phần trên là vừa hết. Thôi phần mông kéo không lên. Phần mông kéo không lên. Nguyên 50kg á, phần mông kéo không lên thôi. Còn lại mang vừa ok hết. Nha, lên luôn dưỡng mã này tặng 49k. Hai lớp nha. Lót hết nên là chị em mình cứ yên tâm. Ai nhỏ con mà bỏ qua con này với giá 49k rồi phí lắm luôn. Nha, lên luôn chung mã vàng 49. Còn được hai con vàng 49. Này con cái áo không thấy cái quần. Toàn thấy áo không thấy quần. Rồi lẽ sai ra. Đủ các thể loại hết. Quần bé. Sang sang. Quần bé. Quần bé hàng Kid Moon. Bán tặng nót luôn. Size 16 17kg nha. 17kg, 17kg đổ về, 1 2 3. 17kg đổ về. Chia ra hai combo nhé. 2 4 5 con. 2 4 5 toàn bộ hàng Kid Moon dạng quần ngố ấy. Dạng quần ngố hàng Kid Moon nhé. 6 5 con. Đẹp. Nhím thì là bị ấy rồi, bị nhỏ rồi. 5 con. Lên luôn dùng mã này là mã 60 luôn dùng nguyên. Chốt mã 60 không phải là lỗ tạc chưa? Lỗ tạc chưa? Hàng Kid Moon nha. Chốt mã 60. Chị nào lấy cái này lên mã 60 luôn dùng nguyên. Chốt mã combo quần 60k. 60k nhá. Chị nào lấy combo quần lên combo quần. 5 cái. 5 cái. 60k. Sẵn chưa? 60k cho quý đạn. Thấy chị lưu luyến lên trên đó. Lưu luyến lên trên 17kg à? Lưu luyến rồi nha. Xe 32kg. Bộ bé xe 32 giờ hơi bị hiếm nè. Không, mấy gái chừa cho con gái người ta mang đi. Vừa con gái 32kg. Bộ này là hàng Kid Moon. Chốt mã này là mã 69 là 159.000. 159.000. Thấy 60 rồi nha. Quên lộn. 69.000. Lên luôn những mã gấu xanh. Hàng Kid Moon nhá. Hàng này thường chạy 95.000 nè. 32kg. Lên luôn dưỡng mã này. Đúng rồi bà. 69 nha. 69k. Thấy 60 rồi xui xui rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Mã tặng luôn. Ừ, cái nó nguyên bỏ qua cho chị lưu luyến rồi. Con này size 65 đổ về. Mang ok con này luôn. 65 đổ về nhá. Con này vải dặn vải thun lưới hết gơ. Năm ngói chạy mã thun này nhiều, năm nay không có. Dặn giống thun lưới hết gơ ấy. Hàng này hàng xốp đấy, 65kg đổ về. Nha ông lên luôn cho em mình mã này tặng 19k đỏ. Tặng 19k đỏ. Cái này còn cái quần, cái này còn cái quần để từ từ tìm. Cái này nguyên bộ này. Nguyên bộ hàng công ty chốt mã 8. 85k. Xe 52 đổ về hàng 199.000. Quần đen lưng thun hả chị ơi? Còn đang xen trong này. Còn cái này size S chị em mình là không chốt à? Phí à? 52 quay đầu. Quần cho bé em hết rồi chị Nguyễn Lượm ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã bộ công ty và size này 52 đổ về hàng 199.000. Nha. Hàng này hàng mới sản xuất năm nay. Hàng thường nguyên chạy 140.000.
bán tặng cho chị em mình bộ này luôn, chút mã bộ công ty 52 quay đầu 85k luôn bộ công ty. Chị nào lấy bộ công ty lên bộ công ty. Áo nam hai lớp và áo nam, áo nữ hàng 101 này. À nè, áo nam những lượng đi rồi nha. Áo nam một lớp, áo nam một lớp tay 55 đổ về. Không, còn có con. Cái này đẹp lắm chị Việt, tin em đi, lấy con này về mang thôi, không cần bán. Về con này đẹp lắm, về mang sướng nữa, vì em ăn nhiều rồi. Bộ hồng cho chị Thảo Nguyễn. Ngay Nguyên đi, cỡ tặng người như Nguyên thì phát ngay con này. Áo sắc nách nãy chốt rồi chị ơi. Con áo nam này là hàng hàng giống y vải nữ má 101. Ê cái bộ đấy, ê con này. 85.000. Size 55 57 đổ về. Bộ công ty 80 cho còn không? Cho chị Nguyễn Thu Thủy cái đi, Nguyễn Thị Thủy cái. Nguyễn Thị Thủy cái bộ công ty 80 đi. Còn, à 85. Ghi đi rồi có thì bóc sau. Lên mã áo nam luôn dùng Nguyên. 79k nốt. Hàng này hàng xịn ấy. Con này là hàng xịn dùng Nguyên này. Lưu ý dùng Nguyên nhé, có rất là nhiều mã hàng. Hàng này riêng hàng nữ là bán 101 rồi. Tặng áo nam. Sót. Mã này ngưng từ bữa giờ không có hàng. Bán tặng cho chị em mình con này luôn. 79k áo nam chị em mình mua tranh thủ phải mua con này. Mua con này. Phải đẹp. Phải đẹp. Rồi cái này trong này còn còn à. Đây, tìm ra cái quần của cái này rồi để bỏ riêng cái quần này ra sẵn này. Còn cái áo nữa đấy, bữa hôm qua tìm thấy cái áo đấy. Rồi lên luôn dùng mà áo nắng luôn dùng Nguyên. Cái này kiểm tra có vấn đề gì không? Cái này à, bán tặng chị em mình đi xử lý dùng Nguyên cái giấy kéo, bị hư khóa kéo, hàng này hàng khách đổi về. Size 55 đổ về. Cái này bị lỗ khóa kéo chị em mình chỉ cần đi thay khóa kéo thôi. Comment mã này là mã tặng luôn dùng Nguyên. Thay khóa kéo thôi. Chốt mã này là mã tặng luôn dùng Nguyên. Lên mã tặng luôn dùng Nguyên nhé. Chỉ thay cái khóa kéo thôi. Rồi còn mấy con váy kiểu này bán tặng cho chị một con luôn. Không đồng luôn đi. Không đồng nó. Tặng cho Hường Dương, Hiền Dương. Hết tặng rồi nha. Cái này kiểu này sợ sạc và sợ cái này hết pin rồi. Còn có 6% pin. Váy nè, lên luôn dùng mã tặng váy kiểu. Hết mã tặng. Có cá thôi, lâu lâu có cá thôi. Thằng nó bị lỗi. Chị em mình đi ra thay khóa kéo có 15.000 chứ mắt. Mình tiếm S cho Mimi. Tiếm S cho Mimi 49.000. Cái này là dạng váy kiểu u mì. Đây màu trắng phía sau. Váy kiểu u mì nhá. 52 đổ về cho size M. Hết tặng rồi nha. 52 đổ về size M. Còn từng này con 1, 2, 3, 4 con, hàng này hàng sale 59k, 5 con. Đây luôn dùng mã tặng váy u mì đấy. Cái này chị em mình đi tiệc đi cưới đẹp nha. Lên mã tặng váy 5 con. Bán tặng luôn hàng Zara. Tặng nốt luôn cho chị em mình con này luôn. 20k. 20k đằng sau của nó là dạng u mì này. Đấy cái này chị em mình mix với áo kiểu đi tặng, đi tiệc đi cưới thôi. Đẹp, bao đẹp nha. Vẫn còn 5 con, tay 52 đổ về. Bán tặng 20k. Ô đây này. 20 chị Yến Hồ. 20k chị đi. Cái thật thật. Thả cặp hết cho nó rồi. Đây cái mã cặp không còn được máy cặp. Mã cặp khi tối lai. Là cái nào phải cặp. Cái mã nuôi nhún hồi nãy bán tặng 19k còn đây này. Yến Hòa. Rồi lên luôn dùng cái này. Đây cái nào hồi nãy chị nào chưa có luôn dùng Nguyên. Phát Nam Phao Lê Thị lên thông tin cho Nguyên đi. Lên thông tin giúp Nguyên đi chị ơi. Chị ký ức chia sẻ lên luôn dùm em đã. 46, 79. Váy cho Lê Thùy, váy cho Kiều Trinh. Lê Thùy, Kiều Trinh. Kiều Trinh. Chị em mình mua được cái thì tranh thủ chút thêm cái gì để đi đơn nhé. Hồi nãy con nu nè, nói con này hot girl. Đây hộp này cho chị ký ức nè. Đây chị em mình ngay Nguyên mang mấy con quần lưng cao lên. Đấy bao đẹp luôn, thậm chí 60kg vẫn mang được con này luôn. Đây luôn những mã này là mã nu kéo cho chị em mình nhìn nè. Là 2 lớp hết nhé, 2-3 lớp hết nhún, còn được 3 con. Lên mã nu 19k, bộ Nguyên đang mang là 55.000. Đây luôn những mã nu, hàng này là hàng hot girl đấy.
Hot girl nó bán như vậy mình tiền quá là cao luôn, tiền trăm, nhưng mà Nguyên không hợp với những cái đồ hot girl này, không chạy hot girl được. Bán tặng như vậy mình, cái này ba con, còn ba con hồi nãy chị nào chưa có lên luôn, dùng rất đẹp. Cái vậy mình không thích bạc vai thì mang kiểu này, không thích bạc vai thì gỡ xuống như này. 19k luôn, dùng cho sang sang. Sang sang cái còn ba cái chứ. Sang sang cái rồi, ba cái thôi. Bộ em đang mang như thế này thôi, quần lửng, quần lửng như thế này ôm thôi, đây này. Quần lửng như thế này thôi chị ơi, cái gì đâu. 19k luôn con này, mà chị nào sành điều xíu mà không mua con này phí quá. 19k luôn. Chị nào lấy 19 lên 19, cây nào trong này toàn váy thôi. Cọc này toàn váy thôi. Váy áo kiểu. Toàn váy áo kiểu. Rồi cho lên bao khác đi ba. Lưng thun dài màu đen và lưng thun à. Chắc còn. Váy lụa chưa? Bộ em đang mang là váy lụa. Bộ chị mang còn màu gì? Còn màu đỏ này nè. Màu hồng. Màu hồng, màu trắng. À, màu hồng, màu tím. Nói chung là còn từng mi. Còn từng mi bộ đây. Ok, có rồi, sang sang thôi. Nguyên còn màu tím với màu hồng có được, có từng này bộ với màu đỏ con đang mang nữa là hết rồi. Còn nó từng này màu thôi, y kiểu nè. Tím đây nè. Chị em mình nhìn cái hoa thôi, chứ còn mà giờ mà mở ra từng cái thì rất là lâu nha. Nhúng 19 cho Lam Kim Châu. Rồi, ai lấy cái bộ này lên luôn dùng. 55k kèm màu, còn hồng và tím đỏ con đang mang. Nhí 55 đổ về, áo quên, 50 đổ về, 55k. Hồi nãy thấy cái áo hồi nãy thấy cái áo, giờ thấy cái quần, chị không thấy cái áo ở đâu nữa rồi. Lên mã váy lanh luôn dùng đi. Con này là hàng bán 55k, size 60 đổ về. Váy lanh nè. Bán tặng cho chị em mình con này luôn. Chốt mã váy lanh 39k luôn dùng đi. Con này hàng cũng chạy 55k nè. Chốt mã váy lanh 39. Lanh nhung nhá. Đỏ cho chị Trà Vina. Trà Vina. 55.000 bộ nguyên đăng ma. Lên luôn dùng mã váy 39.000. Váy lanh 39.000 nha. Ồ, đây lại còn một con hoa cúc nữa chị nào chưa có nè. Hoa cúc lúc nãy. Bộ tím đây sẽ nè. Em bà sẽ thả xuống bên đây màu tím nè. Màu tím nè. Váy lanh cho chị Ngọc My. Váy lanh cho chị Ngọc My. Bộ tím cho chị Mimi. Tím Mimi. Tím Nam Kim Châu. Có một tím với mấy. Hai tím trong đó. Lật ngược lại. Ủa. Thế tím cho Mimi thôi. Có một bộ tím thôi chị em mình ơi. Lanh đi là... Lanh nó 39 gì. Có một bộ tím thôi. Chị đằng sau không có nhé. Đây màu tím, màu xanh, màu xanh, màu trắng, màu vàng đây hết tím, có một bộ màu tím đây còn trong màu lấy lan luôn hết rồi, bộ màu tím hết rồi chị Lan Kim Châu ơi. Cái màu này đẹp nè, màu xanh nè, màu trắng này cũng đẹp nè, xanh trắng đỏ còn từng này bộ đi đơn rồi chị ơi. Đỏ tím, đỏ cho chị Trần Na Vi. Trà Navi, Trà Vina có rồi. Trà Navi lên cả địa chỉ trên live dùng Nguyên nha. Nguyên hết tím rồi. Hết tím rồi. Con hồng này. Màu này đẹp nè. Lên cả địa chỉ trên live cho em với. Màu này đẹp nè. Chị em mình lên luôn những mã này là mã trắng họa tiết nè, dễ thương chưa? Nè, cô ta chưa? Mà size nhắc lại là size dưới 50 cỡ tạ người, nhưng Nguyên là chị em mình đã chốt nhá. Áo của nó nè, đây đứng lại cho chị em mình nhìn cái form. Áo của nó là dạng dài luôn. Dài gần phủ mông luôn nè. Và quần nó quần ôm ôm xíu, cái này có up lên trang cá nhân rồi. Mình còn ít lên chị em mình 59k. Đây, chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng Nguyên. Chị Lam Kim Châu đổi màu nhé, chứ còn em hết màu tím rồi. Xanh đây. Xanh đây. Xanh này y cái váy bán cho chị em 180.000. Y vải luôn. Ủa, xanh cho Lam Kim Châu. Xanh Lam Kim Châu rồi. Trắng nè, còn xanh này nữa nè. Còn cả xanh này nữa nè. Rồi nhé, qua mã nhé, cho nó nhanh. Còn bộ là hàng xả hết. Váy sao gì đây, cũng xe S luôn, XL. Nhí trắng cho Khang Trang. Khang Trang có mang vừa không đấy chị ơi? Chị chốt cho ai chứ chị có vừa không đấy? Size 55 đổ về. Xanh đỏ à. Xanh luôn cho chị, xanh này này. Na chụp, đây này xinh này, xanh bên đây này. Cúc này 55, 57 ký đổ về. 39k. Dạ đi nè. Rồi bộ trắng luôn cho chị Nguyễn Thị Thủy. Trắng luôn cho Nguyễn Thị Thủy 55. Trắng hả sao?
Size L 55 đổ về. Lên luôn dưỡng mã tặng Cúc luôn dùng nguyên. 39.000. Cúc vái cho Diễm Nguyễn. Ok chị. Cúc vái cho Diễm Nguyễn. Áo đá này là hàng 69k. Xanh kia hết rồi, xanh kia người ta chốt rồi, sẽ bỏ ra đi. Xanh kia người ta đã chốt rồi chị ơi. Cúc vái bao nhiêu đây? 39.000 luôn. Xanh trắng à, xanh trắng cho chị Lam Kim Trao. Xanh trắng là xanh nữa à, không phải xanh vàng đúng không? Thế bỏ qua cái trà Vina, bỏ qua cái bộ kia chị Lam Kim Trao không lấy đúng không? Đá xịn luôn dùng nguyên. Con này hàng cũng chạy 79. Khách có người bảo là mua ngồi 220. Đá xịn nha. Có khách là Lưu Thanh Huyền ơi. Đá xịn luôn dùng nguyên. Thế chị Lam Kim Trao lấy cái vàng, cái xanh vàng, cái bộ mà xanh mà có hoa vàng không? Đổ qua hoa trắng đi rồi đã. Hoa xanh trắng nó đi. Hoa xanh trắng cho chị đã. Đây. Đây à. Lam Kim Trao hoa xanh ấy, hoa xanh mà có ánh trắng. Để chị ấy không lấy thì Nguyên bỏ qua cho chị Na tràn là Vina nhé. Ui. Nguyên lên luôn cho dễ mình mã này luôn. Hàng này Nguyên sale 69.000. Lên bán tặng cho chị mình mã này là mã 50 nốt luôn, con cuối cùng. Đá xịn dùng Nguyên ngán 65 cái đổ về là chị mình mang ok. Cái này phải là đá xịn, hàng xịn luôn dùng Nguyên. 50. Để chị Lam Kim Trao chị có lá hồi nãy chị chốt rồi. Chốt lên luôn dùng mã đá xịn cho chị Nguyễn Hiền. Chị Nguyễn Hiền chả có chia sẻ đâu. Cái này nguyên bộ. Nguyên bộ để tiền lại cái quần. Đây này, cái này cho ai hả? Cho 40k cho ai hả? Bao nhiêu đây? Với chị đặt bé mà nó vừa đi mập đây. 50k. Chịu ấy, em chịu luôn. Họ chốt đơn nó báo chị ơi. Chị Lam Kim Trao có lấy không? Con mình mà không biết số ký thôi. Nhiều chị, rất là nhiều chị như thế nào cũng nói. Nói thật sự là nói chị em mình để ý thôi. Chốt xong hàng cái là bảo ngày mai chốt đơn, kêu là em ơi thôi xả ra giùm chị với. Tại vì là con em chị nó đặt chỗ này, nó đặt chỗ kia. Con em nào mà tào lao ghê. Đỏ thôi, cho chị Mimi đỏ. Đừng à, hoa xanh trắng. Đúng, thế là lấy cho chị hoa xanh trắng, còn cái đấy cho chị trà Vina. Trà Vina. Chị em mình là các kiểu lý do luôn. Ngày mai chốt đơn bảo em ơi xả giùm chị với. Rồi gì nó mua, rồi con em chị nó mua. Đấy. Đó, mà mới chút đơn tối cái là sáng chút mới like tối sáng chút đơn mà như thế. Cái này cho xương vỏ này, xương vỏ phải từ từ kiểm tra cái size. Nhưng mà cái này 55 đổ về thôi. 55 đổ về. 40k luôn, chốt mã công sở vàng. Xương vỏ lấy không? 55 đổ về nè. Cho xả miếng nước lọc nữa sao. 55 đổ về. Chị nào lấy công sở lên công sở. Chốt lên mã công sở luôn dùng nguyên nhá. Các kiểu lý do rất là mệt đó chị em mình. Đây này công sở đen đây nè. Nhưng mà size này size nhỏ thôi. Ừ, quần công sở màu vàng. Cho Hương Nguyễn. Hương Nguyễn nào đây? Hương Nguyễn lên cho em thông tin. Em rộng rồi đấy, 55kg luôn em. Em rộng rồi. Xương vỏ rộng rồi. Bao nhiêu đây? 40k luôn. Rồi lên luôn dũng mã này. Cái này size nhỏ thôi, size 48 đổ về thôi. 48 đổ về nhá. Cái này giờ đi mua ấy, 48 cái đổ về. Chị em mình đi mua được chợ 55 đổ về là mau. Ok, chị lên thông tin cho em đi. Lên số điện thoại đi nha. Chị lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên cả số điện thoại, cả địa chỉ trên live giùm em. Không, em không vừa. Để khi nào có size nhỏ hơn chị chưa cho. Cái này rộng, em mang rộng đấy. Không sợ 49 cho chị Nhung Đặng Mỹ nè. 48kg nè. Nhung Đặng Mỹ nè, 49k nè. Đây, nhưng mà màu đang biết. Mã này xương vỏ hay hỏi đây nè. Hỏi có đúng đúng sai không? Mình sai 2XL. 5860kg nè. Hàng này hàng 280 nè. Con này hàng 280k nhé. Có sai và không chợ, giờ có lẽ tẻ sai. Chút mã này là mã 89, hàng 280. Hàng này hàng công ty nè chị em mình nè. Chị nào lấy cái này lên xương mã đắt 89. Dạ, có thì em chưa. Có em chừa nhá, giờ nó lộn xộn. Hàng công ty, con này hàng công ty nè. Hàng 280 chị em mình có thể về check code ra. Người ta chốt rồi chị ơi, chị Lê Thùy ơi, người ta chốt rồi. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này luôn, 89k, hàng này hàng công ty. Size 57, 58, chị nào cao lên 60. Công sở 48 em hết rồi. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã khoác
khoát 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 chị nào lấy khoát lên khoát 89 này đắt rồi đắt đây này sao Nguyễn. Cái này đang thấy còn quần đuổi luôn dùng nguyên số mã 30 to quá nhỏ quá xíu là có chị chừa cho con này chắc của nó là đuổi lụa size 52 đổ về chốt mã 35k luôn dùng nguyên người ơi 35k nhá con đuổi lụa hàng này thường chị em mình sẽ mua được nếu người ta bán vậy mình rẻ là 79 đi con này người ta cũng hay chạy quảng cáo con này form này đuổi lụa nhá 30k 35 chứ 35k 35k ba mươi lăm k 35 cho Nhung đại Mỹ nha cái này của chị Việt giờ mới thấy ây hàng chi cái chip này hàng chi có cái thôi bỏ ra đi hàng chi có một set có 8-9 cái rơi rớt con này bị lỏng xíu rồi cái nào mà chị nào xử lý được thì chốt bị chấm một xíu lỗ này đây luôn dùng mã này mã tặng luôn dùng bị chấm một lỗ bị thủng một lỗ nhỏ này chị em này hay chị em mình xử lý được chứ đâu còn đâu miếng nữa thôi 89 ghi màu đắt nó cho chị Lê Hạnh có thì chốt ghi mã khoác 89 màu đắt tìm mai có thì chốt còn còn thôi khoác 89 cho chị Thảo Thuận Nguyễn luôn tặng cho chị Ngọc My cái này đang Quân nhắc lại nha đây nè bị xíu thôi không ảnh hưởng nhưng mà con này nó đẹp lắm kia là cho chị Lê Hạnh đi rồi mai tìm có thì có con này đẹp lắm hàng này Quân chạy 55.000 đấy này, ác dễ sợ luôn ok chị Nguyễn Lượng khoác 89 để coi xíu nữa Quân còn sai Quân bỏ lên luôn cho em hồi nãy nhưng đọc cho ai mới mất đi rồi cho chị Ngọc My con này Ngọc My rồi lên luôn vô mã tặng Thuân Thái Ngọc My là cái 39k không đồng 39k size này 65 ký vẫn mau ok Thuân Thái 89 để xíu nữa Nguyên coi còn con nào cũng lên con nào cũng lên chị em mình nói không con này con bún thôi 39k nót luôn đi Thái đen và Thái xám 39k nót luôn không đi nhập được ra giá này đâu ấy Thái cho lưu đi xám này còn xám còn đen rồi lên luôn dùng mã 35k luôn dùng đi con này đẹp 35k size 60 đổ về đen và xám luôn 39k luôn hết Thái nhé rồi lên luôn dùng mã xanh cái này không có tông tàu 35k hết rồi Phạm Thị Bích Phương nha hết rồi chị ơi lên luôn dùng mã xanh luôn dùng xanh này size 60 đổ về chị nào mà Hà đã đặt những cái áo gia đình là biết chắc vải đẹp 35k nó 60 đổ về xanh cho chị anh Lai Lương 35 anh Lai Lương 35 Thái đen cũng hết rồi 49k xây 60 đổ về nắng một lớp 49k nắng một lớp nhé chị nào lấy nắng một lớp lên nắng một lớp 49k luôn dùng đi ôi còn hai con nắng hai lớp nữa 49k xanh em hết rồi chị Như Yên ơi Lai Lương dưỡng mã này là nắng thông hơi nè nắng thông hơi 49k xây 60 đổ về cái này còn con xanh em hết rồi chị em mình cứ yên tâm cứ từ từ là sẽ có rất là nhiều mã sale mới được bao này là bao thứ hai thôi bao này mới là bao thứ hai ngắn luôn 65k nót luôn hai lớp nhá size gì đây giờ tìm không ra con này size 55 đổ về 65k và hàng hai lớp hàng công ty ghi lại rồi mai có rồi bóc không có thôi nhá em không biết bây giờ nó đang còn lộn xộn lên luôn dùng mã hai lớp dùng nguyên này hàng này là hàng công ty nha hồi nãy mới vừa nói xong ấy thì 65k hẳn là hai lớp phải hàng một lớp nhá 55 đổ về là chị em mình chốt ok chốt mã này là mã 65 lên mã 65 giúp nguyên chị nào lấy 65 lên 65 luôn dùng nguyên 65 đây con này là một xanh đen xây 60 đổ về con hồi nãy là xây L nhá xanh biển là xây L 65k xanh đen xây XL hai lớp nha 65 cho xu xanh Nguyễn hai lớp và hàng công ty nè hàng này hay chạy hơi bị nhiều cả bộ hai lớp này size XL chị nào lấy XL lấy XL lên rõ size đi chị ơi nha cái này XL rồi chị nào lấy đúng mã size 60 kg 65k nót luôn 65k nót chị nào chưa có thì lên chân váy size con này là U12 size nhỏ thôi size 48 đổ về hàng sale 69.000
Con Lan nuôi trẻ mình con này luôn, 49.000 luôn. 49.000. Ok, su xanh Nguyễn xanh biển. Nguyên còn màu đen. Lên mã này, mã chân váy tầng u mì nhá, ở trong có quần dạng quần thun. Lên màu đi. Lên màu và lên size, hàng có size mà. Không có size L, hết size L rồi, còn size XL. Không chị ơi, nắng một lớp nó 65kg không vừa. Size L thôi, 60-62 thôi. Lên mã chân váy 49. Nha, Nguyên cũng đang mang size này. Không chốt cho chị nào không chia sẻ. Không chốt cho chị nào không chia sẻ. Con này đang 49.000. Có hai lớp. Chị ơi, nãy giờ em nói là chị em mình lên cái size, vì hàng có size còn một xanh đen size XL. Chị em mình mà chốt không rõ mã là nó bị lộn hết. XL đi, còn XL thôi. Lên rõ, lộn hàng hết đấy chị em mình ơi. Nhầm hàng thì rất là mắc công. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã tặng kiểu. Tặng kiểu con này size này dành cho chị em mình. Hết rồi bùi hai. XL em hết rồi. XL thôi. Size 52 đổ về phía sau của nó là lưng thun nè. 35k nốt luôn. Đi nhập thì làm chi ra dạng mà hàng 35.000. 35.000. Chị nào lấy cái này lên mã 35 kiểu trắng luôn dùng nguyên. Phía sau của nó là bo thun này chị em mình, cái này mít quần đùi đây. Đẹp, lên mã 35k. Chị nào lấy 35. Thâu Nguyễn 35. Lên 35k luôn dùng nguyên. Cái này để cho bà xã luôn. Nhà mang nhà. Tí bắt. Thấy trắng rồi nha. Đây lưng thun này. Cái này là ô mì hàng size 52 đổ về. Nhún phần dưới chốt mã 55k luôn dùng nguyên. Xe 55 đổ về. Cái này là dòng U12 nhá. Quần dài lưng thun đây. Chị nào hồi nãy chưa có tranh thủ lên. Bán tặng đây nè. Lên luôn dùng mã này. Xe 55 đổ về. Chút mã U về dùng nguyên. Hàng này là nguyên chạy sale cũng 69.000. Có sale cũng 69.000. Cái bộ ngố răng răng lại có cái quần không? Không, 55.000. Bộ ngố răng còn cái quần không? Rồi lên luôn dùng mã tặng kiểu đen. Cái này bán tặng luôn. Cái này chị em mình thêm một cái áo ống ở trong. Thêm một cái áo ống. Kêu chị Nguyễn Anh chia sẻ nha. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cái này nếu như mà chị em mình ấy thì là chị em mình thêm một cái áo ống ở trong nữa nha. Lên luôn dùng mã tặng đen kiểu 19k luôn. Nhưng mà chị nào đang có đơn là chốt nhé. Còn không có đơn thì thôi. Mắc công lắm luôn. Cái này giá bán tặng này. Lên luôn dùng mã đen và size 52 đổ về. Con này là chị nào mà sành điệu xíu mang cho con này đẹp. 19k luôn. 19 cho sang sang. Nhỏ con là tối nay mua được toàn hàng 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 sale. Sướng dễ sợ. Hết là 19 rồi nha. Size 55 đổ về. Lên mã công sở nâu tay 49.000. Công sở nâu tay 49 nhé. Cho chị Hiền Dương Hiền Dương. Hiền Dương Hiền Dương. Không hở. Nguyên nói rồi, Ân thì mang thêm một cái áo ống ở trong. Xanh đen hay chị Kim Chi Nguyễn ba kìa. Công sở 49 màu nâu tay. Nâu tay nhá, size 55 đổ về. Thì nào lấy công sở nâu tay 49k lên công sở nâu tay 49. Nâu tay cho quý đại. Quần ở đây. Không, áo chống nắng hay sao? Số 5 rồi. Ờ, số 5. Cái này cho quý đại 49. Quý đại 49 nghìn. Con váy nhà công ty. Lên mã này là mã 110 luôn. Hàng đằng sau 125. Đẹp lắm này. Cái này hot girl không nó bán như vậy mình không phải hàng hàng free size ấy. Hàng free size nó bán 155.000 nhưng mà vải á, vải bo rip. Chị Bùi Hà không thấy gì luôn. Vậy mà là hàng sale thứ có cái. Size chị em mình 55-57 đổ về. Con này đẹp lắm, chút mã 110 luôn rồi. Nguyên sale 125.000, cái này bán nó luôn cho chị em mình 110 là hàng công ty. Nha, cái này là hàng công ty. Hàng này là hàng Nguyên đặt may này, hàng kit moon. Hết rồi nha. Kit moon là cũng hàng công ty này. Đấy, bán tặng cho chị em mình cái này luôn. Không, họ chốt rồi đấy nghe. Người ta chốt rồi, tiếp mùa đông ơi. Tiếp mùa đông. Mấy cái áo kiểu này bán tặng luôn, 19 thang mất luôn. Ờ, 110. 110. Mấy cái này thì nó nhỏ nhỏ thôi. Xe 52 đổ về. Xe 52 đổ về toàn bộ hàng này là hàng Quảng Châu ấy. Em không nhớ đâu chị ơi. Chị à, em lên cái mã nào chị ưng thì chị chốt cho em, đâu có dám chừa đâu. Nếu khách không ưng màu nữa, cũng không nhớ sai. 19k đỏ đô. Chị nào lấy cái này lên mã 19k đỏ đô luôn dùng nguyên áo kiểu. 19k đỏ đô luôn gọi. Chị nào hiện tại đang có đơn để chốt thì cái mã này, còn không có đơn thì thôi. Mắc công lắm. Con này là dạng áo kiểu này. Áo kiểu này. 19k luôn. Size nhỏ thôi. Đây mã công sở, con này là size. Mã này là mã quần sung. Quần sung nhá.
quần sung P55 đổ về, hàng này chạy 89k này. Cái này mà chị Phạm Phương mà chị con la thì dặn con này, này. Size 55, 57 đổ về nhá. Đây luôn dưỡng mã tặng sung 69k luôn. Áo kiểu loại nào về? Áo kiểu đỏ đô hay là màu trắng chị ở hai cái. Đây mã quần sung size 55, 57 ký đổ về nha. Quần sung này hàng con chạy 89 nè. Hôm nay chạy bằng 69k. Quần sung một con. Ai lấy mã quần sung, lấy mã quần sung luôn dùng quần nguyên. Quần sung cho quý đàn. Cái này cũng là áo kiểu nên. Váy vàng 55, 57. Chị em mình mà hai con hot girl nó la, nó bán toàn bộ là nó đặt, không phải đặt kỹ như Nguyên đâu, hàng Nguyên đặt là Nguyên đặt làm từ công ty làm, nên là từ cái khâu gia công nó đã đắt, váy vàng mấy ký tiền công nó đã đắt, xe 55, 57 công nó đã đắt và may rất là kỹ 55, đấy, và nó lựa chọn chất vải nữa. Mà còn hot girl nó chạy nhiều chỗ, nó chạy đại trà, Nguyên mua thử rồi, Nguyên đã mua thử rồi, mà hàng free size nó bán 155.000 nhưng mà vải nó mỏng hơn nữa đấy. Rồi lên luôn dưỡng này, đỏ hết rồi. Đây luôn những mã tặng kiểu nè. Cái này chị nào nhỏ con chị em mình mang nha. Nhỏ nhỏ con thôi, 19k kiểu xanh nhưng còn được 3 cả. Nhỏ con thôi, dưới 50 là chị em mình chút đẹp. Đau đỏ đô còn chứ. Lộn. Không nguyên mà sáng. Đỏ đô cho cái ớt. Cái này dặn bo bo ở trên. Chị em mình hay mang kiểu này, chị em mình là thấy đẹp. Chút đây luôn những mã này còn 3 cái. Chút mã 19k luôn dùng nguyên kiểu xanh. Đây mã kiểu xanh 19k cho bà xã lên bao khác. 19k kiểu xanh. Chị nào lấy kiểu xanh, chút kiểu xanh lên dùng nguyên 19k. À, cho lên bao khác đi. Đây này, bao dưới này, bao dưới này đi. Rồi lên luôn những mã này là tặng xuống. Cho qua đây đi, cho qua đây không cần cho lên, tao nói nặng. Cho qua đây. Tặng xuống. Sao chị em mình 60 đổ về, xuống đen nhá. 60 đổ về. Xung tặng 39k luôn dùng nguyên. Xung đen. Phải đẹp. 39k. Ai lấy mã xung đen, chúc lên mã xung đen luôn dùng nguyên. Xung đen 39. Chị nào lấy xung đen 39, lấy xung đen 39k luôn dùng nguyên nhá. Like từng con này cực quá. Xung 39. Nguyễn Hiền chia sẻ. Chị Nguyễn Hiền chứ không chia sẻ thôi chị ơi. Hàng này thật sự em bán tặng mà nãy giờ sẻ, bao nhiêu mã mà chả chia sẻ. Buồn ý, toàn bán tặng hết. Kim thôi. Còn bán tặng mà không chia sẻ buồn ý. Kiểu xanh cho chị Thắng Nguyễn này có đơn chưa? Trường người em mới. Lên thông tin cho em. Thắng Nguyễn lên thông tin nha, kiểu xanh bao nhiêu? Kiểu xanh 19k. Chị ơi, chị bấm chia sẻ công khai lên nó mới hiện người chia sẻ. Chị chia sẻ bạn bè làm sao ấy được. Bạn bè thì đâu có ai biết được đâu. Chia sẻ công khai kìa. Tại vì bình thường nếu như giá bình thường á, chị em mình thích kệ, ưa chia sẻ. Thương yêu thì chia sẻ, còn không thì thôi. Xung đen em hết rồi. Xung đen hết rồi. Đây luôn dùng mã tặng lon, còn những cái này là em bán tặng hết rồi. 30k nốt luôn. Hàng này cũng lên 49 hay là 55 gì đấy. Xe 62 đổ về, chút mã 30 lon. Lon vẻ hàng hàng nhem nhem nhút nhút đâu chị em mình gì. Nó nát nẹt nẹt luôn. Màu nào nó ra màu đấy, chuẩn hàng lon luôn. Đây nè. Size 62, mang ok luôn. Nhưng mà sao không chia sẻ? Em không biết, chỉ lon 30. À không biết à. Trời ơi. Lon 30 cho Phạm Thị Bích Phương. Mua hàng online nó nát máy rồi mà giờ chưa biết chia sẻ nữa à. Ủa cái đời chưa à. Trời ơi. Rồi lên luôn dụng mã này luôn 59k. Cái này chị em mình nha. Cái này chị mới gọi chị vừa. 55, 57 đổ về. Ok, mua bài 59k con này luôn. 59k nhá. Lên luôn dụng mã R. Thắng Nguyễn lên thông tin nha. Ai? Thắng Nguyễn. Ba để riêng đi ba. Còn không xả ra hết like xả ra chứ đừng mất công mai đi tìm. Đi tìm chốt đơn mệt lắm. Rồi lên luôn dùng mã đó là mã quần 59k. 59k. Lon em hết rồi. Xe 52 đổ về và 55 đổ về. Toàn bộ cái này là con chạy U12 hàng hết. Cho về sẽ lên mấy 4-5 cái quần trắng, cái quần như kaki à.
Nó cảm vùng vùng kaki hay vùng gì? Mình nên tưới cho su xanh Nguyễn. Lon 30 em hết rồi, lên mãi dài tay. Chút mãi 30 luôn, dùng như là dòng Boris nhé. Dài tay Boris 30k nè, lên mã Boris luôn dùng nguyên 30. Chị nào lấy Boris 30, lên Boris 30 luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng con này, size chị em mình 50 quay đầu. Chốt mã 15. Giống như quần trên bàn luôn. Nhiều hồi like á, nhiều khi là giống như là hàng họ đi căng ký luôn ấy. Dài tay chị cho hồng đầu 59k à, con này 30, 59k. Cho chị Susan Nguyễn. À, Susan Nguyễn này. Cho hồng đào này 30, cho hồng đào quần dài em hết. Khi mà lẽ sai ra cái giống như bán giá này y như hàng người ta đi căng ký ấy. Thiệt luôn ấy. 15k xay nhỏ, xay 50 đổ về. Chốt mã 15 sọc. 15 sọc, dài tay okay, nè là Thuân Thái nha. Dài tay Thuân Thái, xay 55 đổ về, 39k luôn. Ok chị ơi. Dài tay Thuân Thái nè. Theo hết. Theo hết, 15 cho chị Hiền Dương, Hiền Dương. Hiền Dương, Hiền Dương. Lên luôn dưỡng mã này là mã Thuân Thái 39. Comment lên Thuân Thái 39. Trời ơi, 30 tay bồng luôn. 30 này là Boris, cái này lên đẹp lắm, Boris nha. Tay bồng. Size dẻ mình 55 để quay đầu là mang ok. Đó cho chị Trần Thị Kim Tho 39. Trần Thị Kim Tho 39. Khi mà những con áo thun lên luôn, trẻ mình nhập số lượng lớn. Riêng về phần áo thun thì có khi là đi đầu nghìn mà hả, lại cho em vài ca. Vài nghìn nó nhiều chị bảo là xí, nhưng mà nó sát giá lẻ như thế. Hồng 30 cho Diễm Nguyễn. Đấy mà đến lúc xả ra là xả đây cả chục nghìn. Cho Diễm Nguyễn 30. Cho Diễm Nguyễn 30. Đây còn một cái giờ ta có mũ nè. Đây luôn dưỡng mã này luôn. Tặng 39k luôn Diễm Nguyễn. Tặng 39k, hồng em hết rồi. Dạ hết đi, giờ chị em mua cỡ tầm tháng nữa là không mua con này 69.000, không có hàng bán đâu. Giờ em lên luôn cho gọn, Thuân Thái luôn, 55 quay đầu, chốt mã mũ 39. Lên mã mũ 39 dùng nguyên. Ai lấy mã mũ 39, lên mã mũ 39 giúp nguyên nhé. Mũ 39, còn gì sale đó, còn gì dọn đó, rồi lên luôn dùng mã khác. Chị Trần Uyên còn gì lên sau, đây là chị Bùi Thị Yến thôi. Chị còn lên sau thôi. Mà thứ có con do nguyên dọn hàng lẻ thì thứ có con đâu có nhiều đâu. Like cái này nó rất là cực. Trần Uyên lên sao nha. Vì hàng nó không đầy đủ size, thứ có cái. Rồi lên luôn cho mã set đỏ. Hàng này hàng bán 89.000. Set ngố đỏ. Cho bà sao biết nước lọc làm sao. 55, 57 đổ về. Chốt mã này mã tặng 50k luôn dùng nguyên. Hàng này nguyên sale 89.000. Bộ ngố dùng nguyên nhá. 50 thì không có rồi. Đài vô sở uống cho nó đã. Ngố đỏ. Ngố đỏ luôn dùng nguyên, size 55 đổ về. Thun đẹp. Hàng 89. Hồng mũ à. 39 cho Lan Xin chào. Rồi chốt lên luôn dùng mã này là mã set ngố luôn dùng nguyên. Set ngố 50k, 50k chị em mình chỉ mua được con áo thôi. Cái này size nhỏ. Bộ này size nhỏ thôi, size 40, 42. 30 luôn. Size 40, 42 chị em mình có thể mua về cho bé. 30 luôn. Cái này là đúng cái đợt hàng này là lỗ tẹt luôn. Tự nhiên về được toàn size nhỏ. Toàn size nhỏ, cuối cùng về sale lỗ hết. Thôi giờ đợt đào về form bự. Về form bự không, sao đợt sau toàn form nhỏ. Toàn bán tặng hết. Toàn bán tặng hết. 30 à? 30. Thấy cho Bùi Thị Yến nha. Xây dựng rất ngố cho chị Bùi Thị Yến đây nè. 50 cho chị Bùi Thị Yến này. Rồi cái nàng lên luôn cho dễ mình luôn. Xây này là xây 62. Chút mã 35 luôn dùng nguyên. 62 vậy thun đẹp lắm. Thun đẹp nhá. Nên là trẻ mình cứ yên tâm. Thun đẹp nhá. Lên luôn dùng mã 35. Đây này con này hồi nãy giống con thun lưới hấp gơ lúc nãy. 30 rồi nha. Cái này mà sai trẻ mình 55 đổ về là trẻ mình chốt ok. 55 đổ về là trẻ mình chốt ok. Đây nè, dạng kiểu như thế này. Bộ 30 em hết rồi. À xét cỡ à, xét kẻ hết rồi chị ơi. 35 chị Linh Nguyễn xài. Xét kẻ hết rồi. Lên luôn gương mã này lên mã hấp. Này là dạng thun lưới hấp gơ. Nè.
Chốt mã này là mã 20k nốt luôn, dùng nguyên hàng là hàng Quảng Châu. Cái này chị em mình vào các shop hot girl thì người ta bán cho chị em coi rất là cao, dạng kiểu ấy. Đây luôn, dưỡng mã này là mã trắng 20. Trắng 20 nhé, chị nào đó trắng 20 lên trắng 20. Hai dây thì chị cho mình sẵn. Hai dây này còn có body măng ôm. 20 cho hiền dương, hiền dương. Cái này dạng măng ôm nè. Chị nào không lấy mang dạng áo ống, không lấy thì nguyên chừa luôn, 15k ống. Ok, em bỏ ra, bỏ cái bộ mốt ra chị. Ui. Cái set này trắng. Trắng hết rồi. Trắng hết rồi, set này đẹp nè. Nhưng mà cái này á, là do người ta ủi mà người ta không để cách ra nên là nó bị hấp nhiệt. Nên là có xíu là nó hơi bị nhem màu xíu, cái này chị em mình phải xử lý được. Riêng màu trắng chị em mình phải xử lý được, chị em mình để khô. Để khô cái này chị em mình chấm thuốc phải nó ra nhé. Nhem xíu thôi không ảnh hưởng, chị em mình để không cái này vẫn mau ok luôn. Lên luôn dùng mã set. Set thiết kế nè. Lên luôn dùng mã set 39k luôn dùng nguyên. Dây đỏ 15. Dây đỏ để ngố đỏ cho chị Như Yên. À, ngố đỏ Như Yên. Hồi nãy mới nói cái này bao nhiêu tiền quên mất tiêu rồi. Set này quên mất tiêu rồi. Hàng này hàng nguyên sale là sale 79.000. Hồi nãy 49.000. Riêng 49.000 chị em mình không mua được cái áo này rồi. Đây luôn dùng mã set, luôn dùng nguyên set thiết kế. Áo kiểu nào còn? À, set cho Hiền Dương, Hiền Dương nhé. Áo kiểu nào còn chị ơi? Hiền Dương, Hiền Dương. Áo kiểu thì măng cái gì mà còn? Rồi đây luôn dùng 49 đúng không? 40k nhúng đen. 40k nhúng đen. Chị em mình kèm cái giá luôn dùng nguyên đi. Ôi nãy bán 39k, 39 hay 49 chị em mình ơi. Lấy lại từ từ chậm lại xíu. 39k chắc là 39k. Chị em mình kèm luôn cái giá luôn dùng nguyên đi, nguyên đọc ngẫu nhiên đấy. Nha, tại vì ở đâu so với giá nguyên nhập. Kèm giá vô, không là mất công phải cãi nhau ấy. 39 Hiền Dương lấy không? 39 đấy. Ok. 40k nhúng luôn, giống như con nhúng trắng đầu lai này. Boris nha. Lên luôn dùng mã này, kèm giá vô dùng nguyên nha. Nhúng đen đi. Nhúng đen đi. Nhúng đen đi. Hàng đó là hàng nguyên 7989 gì đó. Bán tặng cho em con này 40. Chốt mã này là mã nhúng đen 40, áo boris kiểu nha, size 60 cho em vẫn mang ok. Kèm giá luôn giúp nguyên. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn chốt mã kiểu 40k kiểu okay. Đen. Ok. Nha, cái này form nhỏ, cỡ ví dụ 50 kg đổ về chị em mình mang ok. Hay là này chị em mình mua về cho bé thôi. Nguyên mang được, dạng mang cà rốt tốt, thun cốt tông, đẹp. 15 đỏ. Lên đúng mã và kèm giá luôn dùng nguyên cho nó khỏi bị nhầm nhé. Lên kèm giá luôn dùng nguyên khỏi bị nhầm. Áo nam, size 57 đổ về. 39 hết rồi chị ơi. Áo nam này hàng 65k này. Hàng vải đẹp lắm luôn. 15 Hiền Dương, Hiền Dương. 15 Hiền Dương, Hiền Dương. Áo nam 49.000 toàn theo. Đẹp lắm con này. Hàng của nó là 65.000 nó rẻ nhất nách rồi. Đi nhận hàng con này về dùng nguyên đi. 49.000. Size này size dưới 60 thôi. Lên luôn dùng mã nam 49. Hàng xịn nhá, vải sờ. Sờ nói chung là sờ đã tay. 49.000 áo nam. Ai lấy áo nam đây, áo nam 49. Áo nam 49. Đóng quần đây mà không biết quần chi vô quần chi, cả quần riêng cả quần rồi. Nam cho cha hàng đào. Cả quần riêng cả quần rồi. Có cả hàng công ty đây nè. Từ từ chui ra. Rồi lên luôn dùng mã này là mã. Con này là mã này là lên luôn chung mã xịn. Mã xịn luôn dùng nguyên 135.000. Nguyên lên luôn dùng mã này là mã 110 luôn. 110 nó hết rồi. Size 52 đổ về. Chốt mã 110. Con này bán nhiều lắm. Hàng này người ta chạy 180.000 đó chị em mình ơi. Lên luôn dùng mã 110. Hai túi hai bên có khóa kéo. Túi trong kèm khóa kéo luôn. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Khoác luôn dùng 110. Ai lấy khoác 110 lên khoác 110 giúp Nguyên. Hoa cúc trắng này size 62 đổ về. Bán tặng nó 29k luôn. Thun có tông đẹp. Chị nào lấy cái này lên luôn chung hoa cúc trắng 29. Cúc trắng 29 nhá. Khoác của Nguyên lên luôn chị em mình 110. Chị nào lấy cái này lên khoác 110 luôn dùng Nguyên. Hàng này Nguyên đang bán là 130.000, 135 hay 139.000 đấy. Hàng này là hàng gì? Ờ, cúc 29. Cúc 29. Hai chiến cho thằng Phan Sài Gòn. Đây quần le rồi.
lai đi để riêng ở chỗ nó hầu bà xã. Bà xã bỏ riêng cái quần lai đằng sau, nếu mai ấp lên cũng được. Cục tráng là 29 nha. Hết rồi nha. Trời ơi, cái này giờ chị em mình mua dần đi. Thấy cục tráng rồi nha. Phạm Thị Bích Phương trừ mới thấy chị ơi. Bích Phương này cũng có mã đó. Trừ mới thấy luôn. Ui, con này đẹp, chị em mình không chốt rồi bỏ riêng cho xã luôn. Thấy phạm quá. Này bỏ riêng cho xã luôn. Cục tráng hết rồi. Cục tráng hết rồi. Tóc mới gội bơm sờ trắng vậy. Cái này sao chị em mình 60 độ về. Nhưng mà nó đẹp, riêng con áo này chị em mình đã thấy sang rồi. Riêng con áo này đã thấy sang rồi nha. Đây luôn dùng mã set, luôn dùng nguyên quần dài, áo dài tay, size 60 vẫn mang được. Đây luôn dùng mã này là mã đẹp dùng nguyên. Cái này chị em mình không mua tiếc này. Tóc một cái, đây luôn dùng mã này loại 95. Không, chị Hiền sao? Không, Nguyễn Hiền riêng sao? Con áo này không luôn. Là chị em mình đi mua tiền trăm rồi. Ở Nguyên đảm bảo luôn. Nhiều lắm. Chị lên sau á chị, em chốt cho mấy chủ chị em mình nhìn này. Cái tay của nó tay bồng bồng này, size 60 vẫn mang ok. Nguyên set này, mã này lên chung mã này là mã set 95 đi. Cái này bao đẹp. Không mua phí này. Cái này hàng trăm mấy nghìn. Bán tặng cho chị em mình mã này. Đẹp lắm luôn. 95 cho chị Trang Hồng Đào. 95 cho Trang Hồng Đào. Riêng sờ con áo là biết hành xịn luôn. Đen này còn đen kiểu này 30k luôn. Đen kiểu giống con xanh từ đầu ấy. Giống con xanh, con này Boris nha. Bộ chị mặc có không? Có chị ở bộ em đang mang là 55.000. Rồi lên luôn dưỡng mã này 30k luôn dùng nguyên. Cái này mang vô chị em mình mới thấy được cái form. Tại vì nó nhúng nhúng nhúng. Dơ lên chị em mình cứ thấy nó chùm. Nhưng mà mang vô chị em mình thấy cái độ nhúng nó mới đẹp nha. Lên luôn chung mã này mã nhúng đen 30. Giống cái con xanh ngọc hồi nãy. Boris nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã 30 luôn dùng nguyên. Boris 30 luôn dùng nguyên. 30 cho chị Khang Tra. 30 cho Khang Tra. Khang Tra. Còn gì xem cái nấy nhé. Đây còn con áo kiểu này đã bán bao nhiêu tiền? Tặng 35k luôn dùng nguyên, xe 52 đổ về. 52 đổ về, nhúng không hết rồi. Đúng, con nó đẹp lắm. Thấy xe 95 rồi nha. Phải đã lắm. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. 35k nhúng phía sau, 35k. Áo kiểu 35k, chị nào lấy kiểu 35 lên kiểu 35k. Kiểu 35k. Mình làm sao mua được. Con này thôi vải nhúng nhùng luôn. Nó mềm mà nè, mềm sợ luôn. Chị em mình nhìn nè. Chị em mình nhìn nè. Rồi lên luôn những này 65kg vẫn mang ok. Chốt mã 25. Bình cho tặng bán 15 sao. 25k luôn nha. Chị nào lấy cái này lên mã 25 luôn dùng nguyên. 25k. Xây 65 vẫn mang đẹp. Sờ vô mềm sợ luôn ý. 25k. Được, được 3 bao chưa ta? Bộ công ty đang giờ còn cái quần không kìa. Đây nè chị em mình nhìn. Hàng gì nó cũng nhúm nhùm nhùm đấy. Hàng này hàng trăm mấy của Nguyên đây. Đây nè. Cái bỏ vô như cái dễ lao nè. Chán chưa? Sợ chưa? Đây, treo lên nghe. Hàng nữa cho khách không chốt treo lên. Chỉ cho chị Thắng Nguyễn. Hàng này lên luôn dưỡng mã này mã 85. Hàng chữ 35. 25 hay 35? 35. Hàng này hàng 109 chị em mình hay mua nè. Đẹp lung linh lắm mà cứ xong cứ còn cái làm chưa kịp xếp cái là cho nó gọn là túm vô trong bao này ra một lùm như thế này đó. Bộ này đã đó. Hàng này hàng 109k này. Mã này lên luôn dùng mã 85 luôn dùng nguyên. Size này 52 đổ về. Chốt mã bộ công ty. Chị em mình tin tưởng là mua cái bộ này đi. Đấy đây. Hàng này hàng đặt may. Hàng này những cái mã này là hàng đặt may hết. Chốt mã bộ công ty bỏ riêng, khách không chốt treo lên cho nó thẳng. Hàng thì hàng thất tiền thì cứ bỏ hết, tính hết vô trong cái đóng đi đây. Nu cho Thiên Bình. Nu lần gì còn? Nu bộ à? Nu bộ hay nu chưa đó? Hay là áo nu? Lấy mã đúng mã nghe. Bộ nu hay là áo nu không? Rồi lên luôn dùng mã bé. Trời ơi, lại nhà. 85 à, đúng là 85. Bộ bé luôn dùng nguyên. Xây mấy đi trời. Ok Thiên Bình. Rồi bộ bé xây 25. Bộ bé xe, áo quên lộn. Áo bé size 25, 29k. Phải đẹp, 29k luôn dùng nguyên áo bé. Áo bé nhé, chị nào lấy áo bé lên okay, áo bé. Ok Thiên Bình. Đây này, còn set này lên luôn dùng mã set 50k nốt luôn này.
Hàng này toàn hàng 89k hết. Thôi Cúc in phía sau này, 55-57 đổ về. Phải không? Hàng này hàng... Bè là cái gì? Bé. Bé, bao nhiêu? 29k. Bé cho Hiền Dương, Hiền Dương 29. Bộ nữ màu nó nguyên hết luôn rồi. Hết rồi. Đây luôn, dưỡng mã này là mã set 50. Set 50, 55 đổ về, 55-57 đổ về. Ok, chị Thiên Bình có rồi chị ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên, dưỡng mã này là mã... Hàng chi cũng tấm như kiểu này hết. Này bộ này là bộ 99k này. Bộ này là bộ 99 nè. Size 65 bộ này đẹp chưa? Đây luôn dùng mã 85k luôn dùng nguyên. Bộ nu áo cộng quần đùi ấy. Rồi ok chị có rồi. Ok ok tiếp mùa đông. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Bộ này đẹp lắm nè. Nguyên lên chạy mình 85k nốt luôn. Size này là chị em mình 57kg đổ về là chốt đẹp. Hàng này phải hàng chạy 99k này. 99k đâu được vài nghìn. Hàng 85k vàng luôn. Đẹp lắm. Nha hàng này toàn bộ hàng này hàng là mấy kỹ. Chốt mã vàng. Size 57 đổ về là mang đẹp. Và xanh luôn. 85k luôn. Những cái bộ này treo lên sao? 85 cho chị Phạm Thị Bích Phương. Phạm Thị Bích Phương. Còn 85 xanh này. Hàng này hàng 99k hết mà tấm như thế này đấy. Còn thứ có bộ bộ hàng mai càng đẹp rất là kỹ. Hàng đẹp nha. Mà vì là hàng lẻ sai nên là hết vàng rồi, còn xanh. Xanh cho lưu lý. Xanh lưu lý. Không bao giờ nó điêu đâu. Hot sale 89.000. Hàng này là thường nguyên chạy là 115 à. Hàng công ty. Hàng công ty size gì đây? Con này xe 89 nào nãy chị nào chưa có nè. Hàng này hàng công ty nhá. Size 55, 57 đổ về. Hàng Nhàn Yến nè. Xanh em hết rồi. Bán tặng luôn cho dễ mình. Con này là hàng công ty ấy, giống như con nó phải 89.000 nhá. Dễ mình đừng tưởng hàng xưởng, nhiều khi con sale rẻ quá trẻ mình lại tưởng hàng xưởng, hàng gia công. Không phải nhá. Toàn bộ hàng công ty hết. Hàng này là hàng Nhàn Yến. Đây nè. Tát là 280.000 nha chị em mình. 280.000 nha. Thay nhiều khi sale rẻ quá chị em mình là Thanh Thảo lên thông tin cho em. Tôi thấy cầm men trên luôn răng họ chút. Nhiều khi là do mạng ấy. Do mạng mình thấy comment của mình nhả lên trước mà thật sự sau rồi. Do mạng ấy chị ơi. Chốt từ trên xuống dưới không có ai hết. Có ai trước. Bộ điều hòa đây nè. Điều hòa 50k nốt luôn nè. Lúc tìm điều không ra chứ phải đâu. 50k sẽ 60 đổ về chút bộ điều hòa luôn dùng nguyên. Khoác đây, khoác khoác ghi lại đi. Ghi lại có thì chút sao. Không chị ơi. Chị lên luôn cho em trên này còn không là em bỏ ra. Nha. Lên luôn đi nha. Chị lên luôn trên này cho em còn không em bỏ ra. Để Nguyên tìm thử. Hắn còn trên này nè. Nhưng mà hắn lộn xộn sai lắm Nguyên làm biết. Từ từ chờ Nguyên xíu. Chị không lên đâu, trên này là em chốt cho người khác nha chị ơi. Trời inbox rất là cực. Nha, vì cách thì nhiều mà chờ chị em mình nhiều khi là chị em mình không nhắn tin, chị em mình không nhắn lại nữa kia mà. Lên mã 55 bỏ riêng cái con đó ra, không không ấy là chốt cho người khác nhé. Rồi lên luôn những mã này là mã 50k luôn dùng nguyên. Bộ điều hòa, xây 60 đổ về, con đây dòng dòng đuổi lụa, mang nhẹ như là không mang đồ. Thế chạy nhiều lắm. Ok, lấy số điện thoại luôn Vô Thảo nha. Rồi lên luôn Dũng nè, xe 52 đổ về. Vậy cho nó khỏe. Cứ lên thông tin hẳn trên like luôn cho em cho khỏe. Mắc công, 52 đổ về. 49k luôn. Ngố U Mì Hà, 49k. Hàng thường là Nguyên chạy 68.000 hết. Lẫn là 68. Nguyên lên luôn cho dễ mình cái này luôn. 49.000. Chị nào lấy cái này lên chung mạng. Lẫn luôn dùng Nguyên U Mì Hà, xe 52 đổ về. Khoác U Mì. Cái này được cái nè. 49 cho chị Thu Hàng Mì. Được cái chị em mình. Giờ mua, khoác nắng được. Ok vậy Thanh Thảo. Ok, nắng được, mưa được. Nắng được rồi, trời lạnh mang cũng ok luôn. Nha. Trời này có thể là hơi nóng xíu. Chốt mã này là mã 59k luôn. Khoác U Mì. Con quần không U Mì hơn đã giá nào rồi. Riêng con khoác này, size này là size 57-58 đổ về. Lên mã khoác U Mì có mũ 59k luôn, khoác U Mì. Chị nào khoác U Mì 59 để tháo cái cọc quần này ra để bán tặng cho em.
công sở kem quần sung rồi, quần sung quần sung mà chị em mình nhìn này thấy thật sự nguyên trắng luôn ấy. Size 52 đổ về quần sung nhá, lên luôn cho chị em mình 60k. Chị nào mà khách quen thì nhìn thì biết hàng, còn mà khách mới thì nhìn như cái cọng bùi nhùi, cái bùi nhùi này. Lên luôn những mã tặng tung nóng 53 lẫn hết rồi chợ, bỏ lên đây giao sạch sung 60k luôn, dùng nguyên xe 52 đổ về sung nhá. Chị nào lấy sung lên sung luôn dùng nguyên, chốt sung luôn dùng nguyên, lên mã sung dùng nguyên nhé. 60k sung, ai lấy sung lên sung dùng nguyên 60 nha. Ôi giờ đây mà tìm ra con này, con này bán tặng đi. Cái này là hàng công ty, hàng xịn đấy, nhưng mà giờ dạng của nó là tay, của nó là tay tay rời. Cái này là dễ mình mua nhiều quá rồi, cái này mình chạy cực kỳ nhiều luôn. Size này size 57 đổ về, chốt mã khoác reo. À, đúng rồi đấy, kiểu như thế. Hôm nào mà lên hàng mới thì ấy, chứ còn hàng đây là toàn bộ những cái mã này em bán rồi đấy, hàng chạy về chạy nhiều lắm luôn. Mà nhà em cứ ví dụ như like xong bỏ xuống cái còn cái thôi. Không kịp xếp, không kịp xếp. Quần kem thì lam kim châu, cái xong cái độn vô cái bao cam, độn vô cái bao cam hết. Thế ra nó bùi nhùi như thế này đó. Chị lam kim châu mà, thôi yên tâm, khách quen không nhìn hàng là biết hàng đã like rồi. Lên mã hết, về lúc đầu ban đầu về nhiều nhiều xong like rất con. Thôi không cần xếp nữa, độn hết vô bạc. Ok, thì chị lam kim châu phát cho chị ký ức thiệt. Lam kim châu 60 phát kia cho chị ký ức, khóa ký ức. Thì cái đống này là nguyên cắt kỹ quá rồi, là đâm ra là hôm bữa về là quần riêng cho bé chị ạ. Đây này, kiến không là kiến luôn. Thôi tặng với chị một con bán đại, chị em mình về xử lý nhé. 20k hết đi, bỏ trong đóng hàng lẻ, mà trong này ở trong sát nữa, tường này là nó mát, cái kiến nó vô. Thôi bán tặng hẳn đi, chị em mình về giặt dùng nguyên nhé, nhìn nó cũng không đẹp mắt lắm. Bán tặng hẳn đi, xe 52 đổ về quần kaki trắng, chị em mình về giặt ra dùng nguyên. Trời ơi, hàng nó nhiều quá rồi, cái đâu khi đâu có moi móc ra đâu, nhiều khi hàng không về kia. Chị em mình về giặt dùng nguyên đi. Kiến ở trong này hôm bữa ra phơi kiến đây, 1, 2 CL hết, 3, 4, 5. Chị em mình về chịu khó giặt, nguyên cũng tính giặt ra để ấy ra sale rồi đấy, nhưng mà thôi về chị em mình làm xiên, chị em mình giặt nha, bán tặng luôn không đặt nha. Chúng cái chị em mình phải màu trắng nên rất là dễ, nó nhanh ra này. Chị em mình biết nó kiến nó bò với lại màu trắng này, nó có bụi vải ấy. Này búng ra nó sẽ ra nha. Quần này là kaki mềm CL chị ạ, CL và theo CL kaki mềm đây này, không đồng dùng nguyên nhé. Bụi vải nữa, nhiều khi là nhìn nó, nói chung là nó không có được đẹp mắt. Thôi bán tặng không. Cho chị Yến Hoàng sang sang, Yến Hoàng không đồng, sang sang không đồng, tiết mùa đông. Con này thì nó bẩn quá, về đó nguyên giặt nhìn nó không được đẹp mắt lắm. Tiết mùa đông rồi hết không đồng, con đó nó quá thể để giặt nha, không nói trước rồi nghe, không là hết rồi chị ơi, hết rồi. Ai trời còn con sau tiết mùa đông là ai này, chờ một xíu nhé. Cho chị Châu Hồng Đào, giặt nha, muốn nói trước đấy, với lại bụi vải nữa. Tầm khoảng 3 ngày hàng không về là mới moi rồi những cái hàng này ra like thôi. Cái phần nói thiệt là không dễ gì động tới nó luôn. Ok, Châu Hồng Đào rồi. Xay máy đi. Xay 26, con này là 79k. Con này hết giá sale luôn này. Hết giá sale, nguyên sale 85.000 đã sẵn rồi này. Lên luôn dùng nguyên con này 79k.
con này giờ người ta vẫn đang chạy là 180.000. Quần riêng kim tuyến 79.000. Size 6 chị em mình tầm 50 đổ về chị em mình chút đẹp. 26 nhé. Lên luôn dùng nguyên mã này mã 79. Size 26. Mấy giờ rồi? 10 giờ mấy rồi mà còn được hai, còn phải hai bên góc này hai bao nữa. 79k. 79k kaki em hết rồi chị Nhật Thanh ạ. Con này bán tặng này. Có hai cái tay nữa. Cái này chị em mình thích chị gắn vô. Hàng này là hàng công ty đấy, hàng xịn sò. Cái này nó có túi, có tiết đường hoàng lắm. Bây giờ nó như thế này đó. Giờ còn hai cái tay riêng. Trẻ mình giờ không cần tay mang kiểu như thế này nè. Nhưng mà phôm này phôm to, 57, 58. Đấy, mang dạng khóa kiểu như thế này nè. Đây luôn dùng mã này, mã tặng 39k luôn dùng nguyên. Hàng công ty đấy chị em mình ơi. Chị em mình đã mua cái mã này, thấy tát này quen chưa? Mã này trong cái mã khoác xịn đấy. Nó bị lộn, cái này là ngắn tay 39k nốt đi. Lên luôn dưỡng mã này, size 57, 58 đổ về là chị em mình chốt ok. Mang kiểu ấy, mang kiểu 39k. Có cả hai cái tay này dạng bao tay ấy. Cho hồng đào 39. Phải đẹp. Cho hồng đào 39. Sao ơi, đi đâu rồi? Cực độ luôn. Rồi lên luôn dưỡng mã này, size nhỏ thôi. Size nhỏ ấy, size này tầm 35 đổ về thôi. Chặn quần quần học sinh 35 đổ về, chốt mã tặng 29. Là ưu mì hàng đấy, 29k luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã 29, tặng hết. Trời ơi, hàng này là hàng người ta chạy 1XX cho nè. 1XX hot girl nó chạy 1XX cho chị em mình nè. Con 52 đổ về, con chạy 79.000, bán tặng luôn chị em mình con này luôn. 60k nốt luôn, ưu mì hàng luôn. Cái này chị em mình không mua tiếc nè. Cái này bình thường con chạy tới 5-6X luôn. Có nhiều chị vì đẹp quá, có một kiểu thôi mà lấy 4 con, 4 con y kiểu nè. Nãy nói bao nhiêu tiền? 60k nốt. Nha, lên luôn dùng mã này là mã 60 luôn dùng nguyên. Hàng hot girl chạy 1XX. Cái này nó deal là không bán hàng nữa luôn. Đấy, 60k cho chị Susan Nguyễn. Susan Nguyễn. Susan Nguyễn, quần này con này quần ống le rồi. Ống le, ống xương. Ống le. Le hay xương. Le, le bỏ viên. Le còn bên nó dồn mấy con le lại nè. Con le lại đăng lên. Nó còn lẻ tẻ cái cá. Đăng lên cũng được. Con này cũng quần le luôn rồi. Bỏ quần le phía sau không xả? Bỏ quần le phía sau không xả? Rồi lên luôn dưỡng nè, mì đây đỏ. Size 45 đổ về. Thiên Bình. Mì đây đỏ 45 đổ về. Mà size nhỏ 45 đổ về thôi. Quần hồi nãy là 52. 52. 52 ở mạng chặt. Con này lên chị em mình 49k nhưng mà con này size nhỏ thôi. 45 thôi, 45 đổ về thôi. Nha, lên luôn dùng mã 49. Mì đây đỏ nó xịn hơn cả U mì Hà. Xịn hơn cả U mì Hà nên mã 49. 52 người ta chốt rồi chị Thanh Thảo ơi. Áo thun phôm rộng à? Phôm rộng thì chờ lên thun Thái hoặc là thun có tông tàu chứ thun gì vậy đó. Một là có tông Thái, hai là có tông tàu. À, sao? Bắt cho bà xã mấy cái con áo này nè. Áo tặng mẹ này nè, lên xíu nè. Đẹp nè mà quen. Sang lắm luôn. Đây là xá cọc này. Xong này cũng lôi áo ít áo khoác xuống 89 xeo 89 ta luôn cho chị em mình. Hàng này mà không phải hàng chị em mình đi mua cho mẹ mình 150 thì thôi quay đầu luôn dặn nhiều nguyên nhé, dặn dịch kim. Không phải hàng chị em mình mua 150 là quay đầu. Con này dài tay nữa nè, size 60 ok hết nè. Trời ơi bao sang luôn nha. Lên luôn dưỡng mã này là mã dài tay 55k. 55k dùng nguyên nhá. Hàng này là giống hàng dịch kim mấy chị em mình, đẹp lắm, nhũ. Nha, 55k đổ, 55k luôn, size này size 60 đổ về. Sang lắm luôn chị em mình ơi. Chốt mã dài tay 55. Không phải hàng 150 quay đầu lại dùng nguyên. Chị em mình đi mua cho mẹ 100, cái này là 150 hết. 150 hết, chốt mã dài tay. Dài tay còn được 2 con.
lên mãi dài tay chồng lại nha xã. Dài tay còn được 2 con, dài tay còn được 3 con, 3 con 3 màu khác nhau, 3 con 3 màu nhé. Chị Kiều trên mạng nha. Mạng nhà chị chậm quá. Áo mẹ bên trong không, đây nè. Em nói là hàng xịn, không phải hàng ở trong, không phải là nhũ đâu. Ở ngoài nhũ như thế thôi, còn ở trong là vải như thế nào nè chị em. Đây là chị nè, ở trong của nó nè. Nhiều khi nhiều khi là chị em mình thấy ở ngoài là nhũ, ở trong hoàn toàn khác nhé. Ở trong đây nè, láng hết mịn luôn nha. Thấy thấy chị Nhật Thanh mà dài tay cho chị cho Hồng Đào. Chị em mình yên tâm, những con này là hàng mình mua 150 một con đấy. Lên luôn dùng nguyên mã này, mã 55. Đây có dạng lửng lửng gắn tay. Chị nào mà trung tuổi mang con hôm nay bao xa luôn. Tay của nó là tay dơ, ba con nó là ba giờ con về tay. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn chung mã lửng. Lửng này nhiều màu, chắc là chị em mình không chọn màu. 55k còn một cộng, 55k nốt con mà. Sang lắm luôn, chị em mình phải đi mua 150 con này chưa. Ở trong không hề bị sót nha. Nhiều khi thì chị em mình thấy nhũ thì tưởng ở trong nó như thế nào. Ở trong là một lớp vải khác hoàn toàn rồi. Thì chị em mình cứ yên tâm. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã lửng. Lửng cũng 55, lửng 55 và dài tay cũng 55 luôn. Tay 60 số 2 bằng được luôn vì nó giãn nhiều lắm. Giãn cực kỳ nhiều luôn. Nên là cứ yên tâm đây, chị em mình nhìn cái độ giãn này. Kiểm tra độ giãn này. Được chưa? Này, bao sướng luôn. 55k. Chị nào lấy dài tay chốt và chị nào lấy lửng chốt lửng luôn dùng nguyên. Giá nguyên lên luôn cho chị em mình là 55k luôn. Ê, còn cái này cho hỏi xin bỏ tay kia đây cho xin bỏ. Xin bỏ đâu? Đây. Đẹp ta. Hai cái, chỉ cái dài tay và cái lửng. Hai con 40k này. Cho xương xương vỏ cái này, này. Xương vỏ cái này 40 này. Xương vỏ cái này 40, hai cái luôn đó xã. Con này size 55 đổ về. 70 á, 70 mang hơi ôm ôm xíu. Nó giãn nhiều 70 cũng được nhưng mà sợ 70 hơi ôm. Vì nó giãn bao nhiêu ký cũng được hết. Rồi lên luôn dùng mã 40 vàng. 40k vàng. Size 55 đổ về, lúc nãy chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên này. 40k vàng nhá. Ai lấy mã 40k vàng lên mã 40k vàng luôn dùng nguyên. 40k vàng. Ừ, trừ 52 kg rồi. Rồi lên luôn dùng mã này là mã đá. Chốt mã đá, nhưng mà thật sự đá này vải đẹp nhưng mà đá không xịn lắm. Cái này cũng nói thực tế luôn, vải cực kỳ đẹp luôn. Size này là size đến 65, này nam nữ thì mang được hết. Đây này dưới này thì nó đính chắc nhưng mà những cái viên đá rờ này là nó không chắc lắm nhá. Đấy, nhưng mà vải cực kỳ đẹp. Đá dưới này thì đính chắc, những trên này không được chắc lắm. Cái này lên luôn cho mã áo. Này nam nữ gì mang cũng được hết. Vừa chị ơi, đẹp lắm. Sang lắm luôn. Nguyên lên luôn cho em mình mã này là mã tặng 29k nốt. Vải cực kỳ đẹp, nó vải cực kỳ đẹp nhưng mà để đính đá ở dưới này chắc này, nhưng mà con đính những con đính đá rờ nó không được chắc lắm nha. Lên luôn dùng mã 29k luôn dùng nguyên đá. 29k đá luôn. Đúng chuẩn giá bán tặng đấy. Chị nào lấy mã đá lên đá luôn dùng nguyên 4. Có quên lộn 29k. Hàng nay hàng chạy số 9k. Áo vàng chị lấy dài tay hay là ngắn tay? À quên, áo mẹ chị lấy dài hay là ngắn tay? Thì lên ba ơi luôn cho em luôn. Để em dài hay ngắn tay lên rõ ràng giùm em nhé. Bộ bò sữa 55k. Lê Thị hỏi như 55k chứ không phải là 50k đâu. Bộ bò sữa, bộ lanh bò sữa. Lên mã này là mã 59k luôn. Hơi bị nhào. Hàng này chạy 65 hay là 70 vậy. À quần vàng à, quần vàng vừa. Không, quần này là 55 đổ về thôi. Không vừa, em tưởng áo. Lửng mẹ cho Lê Thị Hồi Như. Sang lắm, nguyên cũng chưa hai cái rồi. Lên mã bò vàng 59k luôn. Xây 60 đổ về. Không, không có chị ơi. Áo mẹ 55 ký. 60 thì được, 55 thì cũng được chứ không rộng lắm đâu vì hàng này nó giãn. Nó giãn, chẳng nhiều đá 29 hết rồi, mạng chậm ghê, thì qua mấy mã rồi giờ mới thấy đá. Quần tay đen 52 kg không để cho mình vừa. Không chị Thanh Thảo ơi. Chốt mã này mã 59k. Bộ lanh mà cái này phải treo lên.
bụi lanh mà nhùi trong cái đống hàng lẻ rồi rồi luôn, nó cũng nhào như cái chi bụi vàng hay bò vàng đó. Bò vàng đấy, bò vàng à, à. Bò vàng cho Hà Trần, Hà Trần à, đây ta cái Hà Trần nè, Hà Trần xanh, Hà Trần xanh. Đây còn sắp con quần 10k, 19k, 10k xây 16, hàng hàng xúc. À, hai áo mẹ hả? Hàng này Lưu Thanh Huyền, 2 cái, 25k cái. Chút mã 10k, ai đang có đơn là chút cái này 10k xây 16, hàng hàng xúc. Người ta phải cắt cái tan, à hết hết tát này. Hàng xúc, cái này chị em mình hai mua hàng blue là biết như chắc con này. 10k cho chị Thanh Thảo, 10k Thanh Thảo. Rồi thun thái xanh, thái xanh phun bự 65kg, 39k luôn. Chút mã thái xanh 10k, hàng sóc được con. Like những hôm like như thế này rất là cực, rất là mệt, tan cổ luôn vì thứ có con like từng cá. Ui, ô mì mà ống bo nữa, 52 đổ về. Con này đẹp thì trẻ mình 59k. Ok. À, còn bộ bé nữa kìa, còn bộ bé nó thôi, giờ lục ra đây nó mệt quá. Chốt mã u mì 59k u mì. Chị nào lấy u mì để quăng lên cái khoác này để cho chị em mình lấy luôn này. Mười ca hết rồi nha. Chắc là còn 3XL không á. Đây còn 6 cọc khoác u mì để bán tặng luôn cho chị em mình 59k luôn, còn màu đẹp. 6 một cọc khoác u mì tặng 59k luôn. 59k cho xương vỏ. Cái khoác 89 hồi nãy còn size to, size bự, size 65, 60. Khoác u mì luôn. Cái này toàn bộ là không mũ nhé, toàn bộ là không mũ, bán tặng nốt luôn, thóp đại màu nhé. Rồi 55 đổ về, có hai cái 55 đổ về lên luôn. Dùng mã này là mã khoác u mì dùng nguyên, đang có hai cái size 55 đổ về là trẻ mình chốt. Ok, màu nâu và màu xanh, màu nu và màu xanh. 55 đổ về nhá. Cái này là khoác u mì dùng nguyên 55k nốt. 55 đổ về, hai cái, một cái màu nâu, một cái màu xanh thì chị em mình nhìn form. 55k luôn. Cái này là khoác u mì nhá. Chị em mình mang mùa lạnh cũng được. Và cái này trung tuổi mang cũng được nha. Chị em mình có thể mua về tặng bạn cũng được. 55k nốt luôn. Màu nâu và màu xanh cho size nhỏ. Đấy, mang thử cho chị em mình nhìn một cái, nhìn form thôi. U mì nhá. 59k luôn. Hai cái này size 55 đổ về. Xây 60 đổ về có màu vàng. 55k 259. Thế 55k 259. À 59k 59k. 59k. Xây 60 đổ về có màu vàng, màu tím nè. Cái này còn cả màu vàng xây 55 nữa nè. Bán tặng hết luôn. 59k nha. 59k con nè. Nha. Đấy chị em mình lên cái này lên luôn dụng kèm size. Có size đến 60kg, 59k luôn, khoác u mì. Cái này mà trời lạnh này thôi luôn. Màu nâu cho Phạm Thị Bích Phương. Phạm Thị Bích Phương 59 nè. Size 2, size 3 gì đó, đủ thứ size hết. Cái này còn cái màu đỏ đô cũng size 55 đổ về. 59k gọn luôn. 59k gọn. Rồi ai chưa có thì lên. Rồi tiếp. Rồi lên luôn những mã này là mã bộ dài. Chắc cái này chắc có tông chéo. Đẹp. Hàng 125. Chốt mã này là mã 99k luôn. Cái này rơi vào tháng nữa là 125, 135 không có hàng bán. Xe 52 đổ về, cái này nam nữ gì mang cũng được hết. Chốt mã 99. Có con ở tông tàu chéo là xịn rồi. Nha, lên luôn những mã này là mã 99k luôn, dùng nguyên bộ dài. Bộ dài 99. Tranh thủ mà mua chị em mà nó, vài bữa là không có hàng. Từ từ, chốt quần baggy nữ hồi mà chẳng được. Có để chị hai cái quần xe 57 và 62. Rồi ok chị.
mì màu em mặc. Mà em mặc hết rồi, người ta chốt rồi chị ơi. Mà em mặc người ta chốt rồi. Có chị ơi. Có nha. Bộ dài chị bộ nó, bộ đó là đi cho chị em mình bay cả giá nhập luôn. Dưới cả giá nhập luôn. Rồi tiếp. Cái đóng quần hồi nãy đã ôm đây chưa? Trời ơi. Lên luôn dưỡng mã riêng, tay 52 đổ về. Quần riêng sung này. Ok. Riêng sung nhá. Hàng 125k là nguyên bán 125, chứ còn nếu chị em mình mua những con quần sung này, bèo người ta bán chị em mình rơi vào tầm 200. Còn được 3 con mà toàn size S. Lên luôn dưỡng mã hoa cúc, size 50 52 đổ về. Giảm nhiều nhá, quần sung. Tặng nốt luôn cho chị em mình con này, nốt đi nốt luôn. 79k luôn, hàng nguyên thường sale là 130.000, hoa cúc theo này. Quần sung lưng siêu cao luôn. Chị nào mà nhỏ con thì tranh thủ phát con này, 50 52 đổ về. Nha. 125. Nguyên không bán 125, nguyên bán 79.000. Nguyên bán bình thường là 130.000 đấy. Còn được 3 con. Toàn bộ size S, còn 3 con size S. Đúng không? Chị em mình mua con này bèo nhắc 200 chưa? Mà giảm nhiều nữa. Theo hoa cúc chỗ này quần sung mà. Xung mà bán tặng cho chị em mình giá này là chị em mình biết rồi. 79.000 vẫn còn được 3 con, còn được 2 con size S. Size 50 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Cái gì Thắm Nguyễn con. Giá này mà còn không chốt được thì thôi luôn. Từ từ, bét ghi màu kem hoặc màu đẹp. À, quần công sở hả chị Hà? Kem hoặc đà rồi ok có. Có trả lên. Có trả lên gái gì đấy? Không, S thôi chị ơi. S thôi, làm chỉ có mở. Em đọc ba con xe S mà. Hả? Bỏ con MT ra đi. Bỏ ra đi. Con này cũng xe S luôn. Toàn bộ là xe S. Bốn con chị ạ. Mà giá này không còn giá sỉ đâu. Em bán 130 mà. Hàng giảm nhiều. Lên công sở thì không. Ờ, 52kg mặc được. Giảm mà. Còn được 2 con. Không mà tê lát không? Được. Giảm nhiều lắm luôn. Tại giá này là giá em xả rồi. Nên là giờ sỉ lẻ ngang nhau không? Hả? Có hút khuyết, có chục 20 con mà hút khuyết cũng còn giá này. Vì đi sỉ đâu ra được giá này. Em đi nhập không bao giờ ra được giá này. Hàng mấy trăm con không ra được cái giá này. Rồi nhá, chị nào lấy cái đó lên luôn dùng mã mã gì? Mã công sở, quên mã mã su. Rồi chút lên sung giúp Nguyên. Trăng váy này lên chị em 4 chiếc xanh. Ok, mình MT. Các trong này cũng hơi bị nhiều. Áo nam này. Các thể loại trong này. Áo nam dùng Nguyên 20k nốt. Size 55 đổ về. Size 55 đổ về. Quần dài mà thủng hà. À quần à, quần tomboy. Tomboy đúng không? Chúc mã 20 áo nam. Size 55 đổ về. 20k áo nam. Size 55 đổ về. Này, bộ này bộ hư hồng này lúc. Lưu Thanh Huyền cái váy vàng ở đâu rồi? Trời bên kia kìa 110. Lưu Thanh Huyền. Rồi lên luôn dùng này 70k luôn. Tay chị em dưới 55. Chúc kỹ dễ sợ luôn á. Hỏi từ đầu like cuối like mới chốt. Bộ hưu này, 70k nó. 70k nó cho xã thêm nước này. 70k nó bộ hưu này, bộ hưu này đẹp lắm này. Hàng này nguyên lên 89k. Thôi đổ ra cái ly đi. Đổ ra ly đấy. Hai mà con. Áo nam, không, áo nam hết rồi, rồi sắc sắc lại cái thôi. Nam cái này nè. Cái này 57 với 65 cái làm gì vừa. Bộ hưu này đẹp này, bộ ngối 70k. Hàng này hàng cũng chạy 89k. Nam cho anh lên lương bao nhiêu? 20k. Đây cho nó hết cho gọn. Ê, không phải. Nguyên bộ 45.000. Nguyên bộ, nguyên bộ. Nguyên bộ nghe, anh lên lương lấy không? Nguyên bộ. Nhà anh lên lương lấy không? 45.000 không người ta chốt. Rồi tặng xung 39.000 luôn. Xây bộ.
Size bự lắm luôn. Size này 62 cái vẫn mang ok. Cái vải này nó đẹp hơn vải cả Vitex này. Lên luôn dùng mã sung mà lại lưng thun nữa. À không có, chị không có đâu chị ơi. 20 năm hết rồi. Bộ đấy, bộ chứ không phải. Chị nào lấy bộ không là lên lại. Chị anh lấy lưng lấy không? Hai lớp size L 65K. Rồi dùng đơn. Đâu còn chị ơi. Có hai cái. Ừ, nó giá không kỹ. Bao to nó phải nói không kích quanh nữa. Ok, đưa đây cái bộ nè. Bộ nè. 45k bộ nè, khách không có mà bán đâu. À, không có mà bán đâu. Nguyên lại chỉ còn giỡn sót lại thôi, 55k đổ về. Bộ nam 45k. Không ai bán giá nào, Nguyên đảm bảo. Có khách bảo là chị mua ở ngầu 101 một bộ. 45k nguyên bộ size 55 đổ về, chị nào lấy bộ nam lên bộ nam luôn dùng 45. Rồi chốt mã sung. Lên mã sung nhé, sung này Nguyên lên luôn chị em mình 39k nó. Set này đang còn sót một set này. Sung cho Ngọc My 39. Sung Ngọc My 39. Set này hồi chưa sale mấy à? 60 à? Hàng này là hàng à? Bộ nam chị Trang Nguyễn này là Trang Nguyễn nào ta? Cho chị Trao Nguyễn, bỏ quay chị Trao Nguyễn chia sẻ rồi kìa. 57 đổ về, lên mã này là mã 60. Hàng này hàng 89k đó chị em mình nè. 57 đổ về. Thật sự là nếu chị em mình mang ôm được hay mang ôm được 60 chị em mang được cái bộ này luôn. Vì con áo này, riêng con áo này 62 chị em vẫn mang được nha. Em chốt cái chị kia rồi, chị kia lên chia sẻ rồi. Ưu tiên cho chị nào chia sẻ. Lên luôn dưỡng mã này là mã nơ luôn, dùng nguyên set nơ nhé. 60 nguyên set. 60 nguyên set luôn, chị nào lấy set nơ. Riêng cái nơ này có cái ghim, chị em mình thích thì chị em mình để như thế này nào không, chị em mình tháo ra cũng được. Nơ hồng cho chị nhanh pha. 60 chị nhanh pha. Chia sẻ lên luôn dùng bộ nam em hết rồi nhé. Rồi lên luôn dưỡng mã này mã set 70. Tay 62 đổ về, thậm chí 67kg khách nhà Nguyên cũng đang mang vừa cái bộ này luôn. Chốt mã này là mã bộ hồng, set hồng luôn dù Nguyên. Set hồng Nguyên lên luôn cho chị em mình làm 70k set hồng. Ai lấy set hồng lên set hồng. Set hồng quần nam hồi nãy em đã kéo ra đây rồi. Quần đây. Quần lách riêng size nhỏ. Xe nhỏ nằm trên Lê Huỳnh. Lê Huỳnh lên thông tin cho em đi. Lên cả thông tin trên live. 29k nốt con này xe nhỏ. Tay trẻ mình 40. Đẹp lắm luôn. Quần mèo 29k. Xe nhỏ nhé. Xe dưới 40 trẻ mình chốt dạng legging. Phải đẹp nhé. 29. Chốt mã 29 lên nhất Nguyên. Chị nào lấy mã 29 lên mã 29 luôn nhiều Nguyên. Đây con anh. Ok Lê Hình. Ok. Lát riêng này size nhỏ thôi. Trẻ mình mua về cho bé được 29.000. Phải ung mì đẹp lắm, 29.000 bỏ luôn. Ở trong vô trong cái bịch nó luôn, 29k luôn đi sao. Rồi Tomboy size 52 đổ về. Tomboy size S, chốt mã 59. Tomboy là hàng Nguyên chạy 69.000. Ở ngoài thị trường thì người ta bán 89.000 nên mã Tomboy. Tomboy nhé, chị nào lấy Tomboy chút Tomboy lên giúp Nguyên. Ồ, còn mấy cái này bán tặng nó luôn à, 19.000. Toàn bộ dạng này là dạng áo kiểu như thế này nè. Ai nhỏ nhỏ người tầm 50 đổ về là trẻ mình chốt đẹp mấy con áo kiểu này nè. Mang là mang ôm body nè. Đẹp chưa. Lên mã 19 trắng này. 19 hồng này. 19 hồng kiểu khác. 19 trắng vừa Nguyên. Chị nào lấy kiểu trắng. Size này trẻ mình dưới 50 thôi. Trời ơi. Hồng. Cái này nó giãn nhiều, trẻ mình đừng tưởng nhỏ nhé. Giãn nè. Lên luôn dưỡng mã này là mã 19 hồng. 19 trắng, 19 hồng. Ok nhanh qua. 19 xanh. Lên gọn hết. Toàn bộ áo kiểu. Con này trẻ mình về cọc dai ở đây nè. Cọc dai kiểu ở đây nè. Đấy 19 xanh, 19 vàng. Bán tặng hết đi cho nó gọn. Còn từ này coi 19 kèm màu luôn dưỡng đi. 19k kèm màu. Ai lấy màu gì lên màu đó. Lên con này bán tặng 39k nốt. Cái này phun bự này. Khách nhà Nguyên có người 60kg vẫn mang được con này. Tặng 39k nốt xanh ngọc.
Cái này nó giảm nhiều lắm nhé chị em mình ơi. Lên luôn dùng mã 39 ca xanh ngọc luôn dùng nguyên. Bán tặng thôi. Chứ hàng này đi nhập không ra được giá này rồi. 39k. Nếu để mang đẹp là tầm 55. Khách nhà Nguyên có người 60kg về là nghĩ là mang không vừa đâu. Mà nhận hàng về bảo là chị mang ok, lấy thêm cho chị. Xanh ngọc tiết mùa đông 39k xanh ngọc 39k xe. Thái xanh rồi nha. Thái xanh. Đây nha. Đây nè, xanh. Xanh. Xanh chị Yến Hồn 39k cây. Kiểu trắng nè. Kiểu trắng cho ký ức 19k. Kiểu trắng 19 ký ức này. Màu xanh gì sau lưng đẹp 19 nha. Áo chị ơi, áo thun thái. À, cái này là 39.000. Áo trắng kia mới 19. Rồi lên luôn dưỡng mã 39 cây luôn dưỡng nguyên 39k. Đây, đẹp. Cái này lên phone đẹp chị em mình mang quần đùi cũng đẹp. Màu xanh phía sau là áo thun thái chị ơi. 39k nốt luôn. Đẹp lắm cái này lên chị em mình nhìn cái phần ngực này đẹp lắm nè chị em mình. Cái này mà ngực càng tròn đài càng đẹp. Lên luôn dưỡng mã này là mã 39 cây. 39 hồng, 39 xanh. Ok, chị kia ớt hết rồi. 39 hồng luôn nè. 39 kem, mua mỗi màu cái đi, sẽ đẹp. Mua đi nhập không được giá này. Mấy hôm nay là toàn xã tặng hết. Cái này váy à. Cái này là váy kiểu. Ôi giời ơi. 50. 50 đổ về, 52 đổ về. Từ từ chạy. 52 đổ về. Con váy này đẹp nè. 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên mã này là mã 49k. Nhún phần ngực, 52 đổ về. Chốt mã váy nha, chị nào lấy váy lên váy luôn dùng nguyên. Váy 49k, chị nào lấy váy lên váy 49 chút nguyên nhé. Váy 49. Váy cho Hiền Dương, Hiền Dương. Mã váy nó còn cả một cam. 50 52 đổ về. Váy cho Hiền Dương, Hiền Dương rồi nha. Hiền Dương, Hiền Dương rồi. Đây cá nữa con. Đây còn cá nữa. Chờ em xíu từ từ từng mã. Đây cá nữa nè. Váy y như thế một cam luôn. Trời ai bán con này 49.000. Người ơi y như thế. Y như vậy mà một cam nhá. Nhúng ngực cái này. 52 đổ về là chị em mình cho ok. Cái cam cho chị Thanh Huyền. Cam cho Thanh Huyền. Ủa? Cái Ngọc Ánh cam này không có nghe. Cho Thanh Huyền. Ngọc Ánh hồi nãy chị lấy váy kiểu hồi nãy rồi mà. Cam này. Cam hết nhá. Cam cho chị Thanh Huyền rồi. Ôi trời ơi. Mình là thường là hot girl là mình hay còn. Những cái gì mà liên quan. Cái này dặn Babydoll, cái này bào bí bon trang vô tư luôn. 60kg bạn mau ok luôn. Xin chưa. Lại bán 49k luôn chẳng. Lên mã vàng đồng. Dặn cái này mang thụng với chị em mình nhá. Bào bí bon trang vô tư con này luôn nha. Lên luôn dùng mã này 49k. 49k nha, lên luôn dưỡng mã vàng, màu vàng đồng 49. Chị nào lấy vàng đồng, lên vàng đồng lên dưỡng 49k luôn rồi. Vàng đồng cho Ngọc Quyên. Xanh đây chị này. Xanh này là thun thái. Xanh thun thái. Ngọc Quyên 49. Đang đeo hết rồi. Thun thái này là 49k, size 62 đổ về. Thái xanh. Lên mã thái xanh luôn dùng nguyên 49k. Size dành cho chị em mình à. 62 đổ về là chị em mình có ok. 62 đổ về nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này là mã thái xanh 49k. Cái đây đang còn mấy con nữa. Cái này cũng size nhỏ. Đẹp lắm. Dạng giống con váy vàng hồi nãy chị em mình đó. Nè. Lên luôn dưỡng mã váy xanh. Size này tầm 45 đổ về thôi. Váy xanh nhá. Đi nguyên sỏ thì có vô. Bữa đi sỏ có vô. Ổn xuống có sỏ có vô. Phần trên thì được. Nhưng mà hôm bữa thử cái này phần mông không lên. Mông không lên nhá.
dàn đuôi cá, cái này chị nào mà mông nhỏ xíu 45 kg đổ về thôi. Mông này không có lên, cái này đẹp quá mà tiếc. Chị nào lấy xanh lên xanh luôn, dùng nguyên 49k. Mông này là không lên, dạng đuôi cá này nè, đẹp lắm luôn. 45 kg đổ về nha. Chị nào lấy này lên chung váy xanh, 49k váy xanh. Ai lấy váy xanh lên váy xanh luôn, dùng 49. Xanh thái chị nào lấy chốt kìa, 49k. Em còn mấy cái set này bán tặng nó đi. Chờ một xíu, sọ cái set này ra lên nó luôn cho chị em mình đi cho nó gọn. Cái con dùng quần sung này cũng còn nữa. Từ từ chờ một xíu, lôi luôn cái này ra. Còn lắm hàng đấy, còn lắm hàng hay ho đấy. Bộ công ty này, bộ công ty 85 này. Ê, bộ xanh này còn này. Bộ xanh, bộ trắng 55 em Nguyên đang mang còn. Còn khối hàng hay ho trong này á. Làm xin sọn ra thì làm. Trời ơi. Rồi bán tặng cho chị em mình con này luôn, còn sót được mấy con. Bộ công ty nè, ba lỗ, xem áo ba lỗ xanh treo. Không, cái này nguyên bộ bé. Hàng nó hàng nguyên bộ bé. Đang định lấy gì đâu. Đây nè, cái bộ này hồi nãy chị nào chưa có nè. Màu xanh đang còn sót một bộ nè. Y nguyên đang mang ấy. Sao chị em mình dưới 50 là chị em mình chút đẹp. Chị nào lấy cái này luôn, mã hoa xanh. Đang còn được một bộ nè, hoa xanh nhá, 55k. Ê, kiểu đang mang nhá. Chị nào lấy hoa xanh thì gió cứ bật lên thôi. Nó bộ bé, bộ bé, bộ bé. Đây luôn những mã bộ hoa xanh 55k, bộ hoa trắng 55. Đang còn sót được hai bộ, mỗi đứa một nơi. Bộ công ty này lên nó luôn, trẻ mình 85. Bộ này 57 kg đổ về, bộ này đẹp lắm. Bộ này đẹp lắm, 85.000. Bộ này bộ 55, 85k nó. Đây nè, nó nhào như thế này đây. Bộ này nguyên sale là sale 99k, bán tặng 55k. Dễ sợ không? Rồi lên luôn những mã này là mã bộ công ty sale 57 đổ về. Hàng này nguyên đặt may làm rất là cầu kỳ. Nhí trắng hình như là chị Khang Trang có rồi phải. Có rồi phải. Rồi lên luôn những mã công ty 45 sale 57 đổ về. Để mình mua con này đẹp lắm. Hàng này muốn đặt mai, hàng từ làm từ cái đường kim mũi chỉ và từ chạy từ đường kim mũi chỉ và chạy viền rất là kỹ nha. Bèo mai bèo rất là kỹ, chúc mã bộ công ty. Rồi còn nó được từng này, con quần sung, quần lỡ, giấy và giấy quên quần muốn làm cho Hiền Dương. Hiền Dương muốn làm lại chi, hồi nãy lại muốn làm lại chi. 85 trời ơi, 85k lộn. 85k. 85 lộn. Lộn. Lộn chị ơi, 85k nha. Thôi 45k đâu. Em bị lộn. Công ty. Em bị lộn nha. Không phải 45k. Hàng đó là hàng sale 99k. Bán 85k. 85 chứ không phải 55. 85k sale 57 kg. Cái này còn sót mấy con. Quần nè ở ngoài người ta bán cao nè. Em bán lộ 85k giá dễ sẵn rồi. Em đi nhập không được giá đó. Rồi lên luôn những mã này. Quần sung. Quần này là quần sung nha. Quần riêng, riêng giấy ấy. Quần sung size 55 đổ về. Bán tặng của chị một con luôn cho nó gọn nè. Lên luôn những mã này là mã tặng 39k luôn dùng nguyên. Có cái 2 sọc, có cái 3 sọc và size 55 đổ về. Quần sung nhá, quần riêng giấy này người ta, quần bò giấy người ta bán trẻ mình khá là cao. Mang kiểu đã đời các kiểu, mang các quần đùi mang cũng lợi 39.000. Rẻ hơn con quần đùi nữa. Nhưng mà là quần riêng nhá, quần riêng giấy, quần bò giấy á trẻ mình kìa. Lên lưu giữ mã này là mã tặng 39k luôn dùng nguyên. Cái bộ này là bộ hàng nguyên bán, nguyên sale là 99k. Giờ bán tặng trẻ mình 85k. 39 quần giấy cho Trần Uyên. Quần giấy cho Trần Uyên. Nên là không có, không có giá đấy. Sáng hồ 39 cho Trần Uyên, 39 cho Hồ Yến. Có cái 2 sọc, có cái 3 sọc nhé.
bóc đại. Đẹp lắm luôn chị em mình đó. Phải đẹp lắm. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên. Con này giá 39.000 thì tiền nổi không? Bự nhá. Đấy, có cái một sọc, có cái hai sọc, cái ba sọc ngẫu nhiên 39.000 đó. Rồi ai chưa có lên. Thôi Vân trẻ mình nè. Vân nhá. Còn lắm tứ hay ho nhờ mỗi đứa một nơi. Dạ. Một sai, một sai. Rồi, thôi ngưng like chị em mình hè. Ngưng like nha. Ôi chị Susan Nguyễn này, chị ở Hồ Chí Minh. Rồi. Ngưng like nha chị em mình ơi, tắt like nha. Từ từ, lên set chi. Ờ, đúng quên. Đúng rồi. Quên. Quên mắt đi. Ơn quên. Đang định lại bóc cái chị đào óc trắng. Cây. Chưa chốt được gì à, nãy lên giờ khói đồ. Quần công sở hai biên à. Công sở hai biên thì là Trần Uyên chưa chốt được gì. Trời ơi, người ta lên từ lúc 8 giờ giờ 11 giờ vẫn chưa chốt được gì. Trần Uyên có mà. Sợ chưa? Cái này chị mình để ý là nhiều Nguyên thấy máy shop nó đang sale 125.000. Chắc có tông tàu chéo và xoay 60 độ về chị em bạn mau ok. Nha, riêng con quần này 69.000 rồi. Lên lưu dưỡng mã set Doraemon. Xoay 60 độ về là mau ok. Đẹp lắm, cái này cóp lên trang cá nhân ấy. Quần là quần sale 89.000. Và riêng con chắc mà quần có tông tàu tệ chéo này là bán 69.000 rồi nè. Trời, quần mai. Mai soạn ra tiếp nha. Giờ có một mình Nguyên mà vừa bóc hàng vừa like. Anh chồng là anh chỉ có việc ghi thôi, anh không có biết hàng chỉ để bóc hết ấy. Thôi vừa bóc hàng vừa like nó lâu quá. Lên luôn dưỡng mã này là mã set sẽ 60 đổ về quần ống bo nè. Còn không, nó ở trong kia rồi. Set này, lên luôn dưỡng mã này mã tặng 70k nốt luôn đi. 70k set luôn. Hôm bữa là Nguyên up lên là 89.000, khách Nguyên nghĩ là vẫn chốt hàng và nghĩ là 89.000 được mỗi con quần. Đấy, Nguyên bán tặng luôn cho trẻ mình nốt mấy tiền Nguyên mới vừa đọc xong. Lên mã set Doraemon luôn dùng Nguyên nha. Quần là quần đen áo trắng, cái này bao đẹp luôn. Mới vừa nói chốt xong mấy tiền đấy. 70, đúng rồi 70k. 70k, trẻ mình cứ dạo cái này. Nguyên thấy có shop nó đang sale là sale 100, có chỗ là 125, có chỗ 109 là giá sale. Nguyên bán cho em 70k luôn, cho nó sốc. Chị nào lấy cái này lên cho mã set cho chị Trần Uyên set thì sẽ này. 70k. Riêng con quần này giá 70k chỉ mua được con quần thôi, không mua được set đâu. Mai em like quần tối đi, ban ngày đi. Chị em biết sao không? Có, Ngọc My có màu khác. Có áo vàng quần hồng. Có áo vàng quần hồng nữa. Áo vàng quần hồng. Áo trắng quần đen. Áo vàng quần hồng. À, bữa trưa là có người vừa soạn hàng để Nguyên like được. Lẽ là bữa trưa nó nhanh hơn. Còn mà tối nay Nguyên vừa like vừa soạn nó lâu lắm. Nè. Nàng ơi. Nè. Dạ mình cứ nghĩ đi, giờ sale mấy? 70k. Thôi hồi để Nguyên tách lẻ ra Nguyên bán nó vẫn sướng hơn. Thật sự riêng con quần có tông tàu chéo là Nguyên đã bán cho chị em mình là 69.000 rồi. Đúng không? Mà giờ tự nhiên bán cho chị em Nguyên cả set này có 70.000. Con áo mà áo thun có tông đẹp này 49.000. 49.000 là cho 50.000. 50.000 với lại 70.000 220.000. Không, giờ Nguyên không soạn được. 70 cho chị gì đó ba kìa. Chị gì đấy? Chị gì ở trên? Ngọc My xét với là ai xét nữa?
Dạ mình có thử nhận hàng về đi, thử mình có nói deal không. Cái quần không là bán 690, cái áo không là bán 490, không là thấy rẻ rồi. Su su vậy. Nguyên set này, mẫu nó vẫn mang như thế này. Su su à. Mẫu nó vẫn mang như thế này đó chị. Nó mix với đồ giày thể thao luôn. Đấy, hết như thế đấy. Đây, nguyên set của nó như thế nào. Nhưng mà 70k luôn. Quần đen sẵn hết. Quần đen còn set đây nè. Quần xe đen còn một set. Ok. Rồi ok, thôi ngưng like nhé chị em mình nha. Nha, không like nữa nha, 11 giờ rồi. Không, giờ quần ngắn tàng len trong này mà, làm sao mà chú. Chứ muốn like lắm nhưng mà ví dụ giờ có người soạn hàng sẵn ấy. Rồi ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Có người soạn hàng sẵn lên rạc 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 rất là nhanh. Còn không mai để Nguyên soạn sẵn quần rồi tối mai like. Sao cũng được. Nhưng chị em mình thích tối thì để Nguyên soạn sẵn quần ra. Vì nó còn lẽ sai. Rồi ok, ngưng like nha. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Hẹn chị em mình ngày mai. Bye bye nha. Thì không biết khi nào hết dịch mới về mới làm lại cái đầu được. Cái quả đào tóc con nó ra nó gội xong là nó bờm sờm. Mà thả xuống là nó nóng nực chịu không nổi. Tìm cách gỡ. Hả? Để có cung cấp thực phẩm. Mai là có phường. Chừng đây 16 người ăn. Có bị tôm, một quả trứng. Nhúm rau muống. Nó lộn như kiểu bố thí rồi. Cho là ấy đó hả? Thì chỗ phân tỏa đó. Mà, ở nhà nghỉ đó. Dịch chị mập lên mà sao Nguyên ốm đi được vậy à? Em có ốm à? Có ốm à? Em mà em có ốm mà cái mặt em vẫn tròn. Em vẫn tròn. Em ăn cơm ít. Ăn thức ăn nhiều và ăn cơm rất là ít. Ăn bữa một dít nhỏ cơm chứ mất. Mà chủ yếu ăn vặt thì ăn suốt ngày. Mà không ít ăn đồ ngọt. Ít không thích ăn uống nước ngọt nhưng mà không thích ăn bánh kẹo. Rồi ok, ngưng like nhé. Thì cái bụng thì càng ngày nó càng to lên. Ngồi biết. Rồi, ngưng like nha chị em mình ơi. Bye bye nha. Tắt like nha quý vị. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nha.